Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 42. Vốn tưởng rằng, vô cơ sẽ tức giận, nhưng ai ngờ, vẻ mặt vô cơ chẳng mảy may thay đổi. Vô cơ, cậu nghe thấy những lời này, không tức giận sao? Tây Môn Long ngâm hỏi. A-di-đà Phật. Vô cơ chắp tay trước ngực nói, khoảnh khắc bần tăng tái nhập Phật môn, tâm đã lặng như nước rồi. Có điều, Long Ngâm thí chủ, lời này của ngài không ổn, bần tăng, không thích. Giọng nói vừa dứt, Phật Pháp quanh thân vô cơ lại lần nữa bạo động, tản ra uy thế khủng bố. Phật quang kim sắc, như một đống văn tự tối nghĩa khó hiểu, bao quanh cơ thể anh ta, không khí bị nén xuống phát ra tiếng vù vù. Ha ha, Phật tử, xem ra trong lòng cậu vẫn còn lan diệu y, vậy cậu, làm thế nào có thể sử dụng tuyệt học Phật môn đỉnh cấp? Tây Môn Long Ngâm cười lạnh nói, vẫn là để tôi nói cho cậu đi, cái gì mới là Phật môn tuyệt học chân chính? Đại từ đại bi thủ. Vừa nói xong, Tây Môn Long Ngâm thế nhưng cũng sử dụng thủ đoạn của Phật gia, toàn thân phủ kín kim quang. Phật Pháp mạnh mẽ cuồn cuộn, hội tụ trong tay anh ta, cuối cùng chợt bắn ra. Dầm. Cùng với giọng nói trầm đục, Phật tử vô cơ bị một trưởng của Tây Môn Long Ngâm hất khỏi võ đài. Anh ta, thua rồi. Ai cũng không ngờ, Tây Môn Long Ngâm thế nhưng lại dùng chiêu thức của Phật môn, hơn nữa lúc thi triển, còn là tuyệt học cao cấp nhất của Phật môn. Giây phút này, người xem dưới đài đều trợn mắt há mồm, mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh nổi. Đại từ đại bi thủ, vậy mà lại là đại từ đại bi thủ. Tuyệt học này không phải đã thất truyền rồi sao, ngay cả các vị trụ trì của núi Bồ Đề cũng không biết sử dụng nó. Kỳ quái, Tây Môn Long Ngâm không phải người của Phật môn, anh ta học được đại từ đại bi thủ từ đâu thế? Khó trách Tây Môn Phong Vân không sợ hãi, hóa ra trong những hậu nhân của nhà Tây Môn lại có con át chủ bài thế này. Nếu Vương Giã không tới, Long Ngâm sẽ vô địch đó. Mọi người nghị luận sôi nổi. Phía trên đài cao, trụ trì Viên Thông cũng bị đại từ đại bi thủ làm giật mình. Ông ta không thể bình tĩnh được nữa, thậm chí đứng lên, ánh mắt dừng trên người Tây Môn Phong Vân, hỏi Tây Môn gia chủ, có phải nên cho bần tăng một lời giải thích không? Rốt cuộc là thế nào, vì sao hậu nhân nhà Tây Môn lại tu luyện tuyệt học thất truyền của núi Bồ Đề chúng tôi, ai truyền thụ cho cậu ta? Đương nhiên là tôi rồi. Tây Môn Phong Vân đón nhận ánh mắt của trụ trì Viên Thông, nhẹ nhàng cười nói, trụ trì Viên Thông, đừng ngạc nhiên thế, chỉ là một môn võ học mà thôi, nếu ông muốn học, tôi có thể truyền cho ông. A-di-đà Phật, trụ trì Viên Thông chắp tay trước ngực nói, gia chủ Tây Môn, bần tăng không có ý đó. Bần tăng chỉ muốn biết, sao ngài lại biết đại từ đại bi thủ. Tuyệt học này, núi Bồ Đề đã bị thất truyền, đến nay chưa từng có ai luyện nó cả. Trụ trì Viên Thông bổ sung một câu. Vận khí của tôi không tồi, lúc còn ở bí cảnh Côn Luân, ngoài ý muốn có được phương pháp tu luyện đại từ đại bi thủ. Tây Môn Phong Vân Hào phóng nói, trụ trì Viên Thông, lời tôi nói khi nãy là sự thật, nếu ông muốn học, tôi có thể truyền cho ông. Tây Môn gia chủ có tâm rồi, có điều, bần tăng có tuổi rồi, đã sắp hoàng thổ chôn thân, tu luyện tuyệt học này cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Trụ trì Viên Thông nói tiếp, tuy nhiên, nếu gia chủ Tây Môn thật sự muốn trả lại đại từ đại bi thủ cho núi Bồ Đề, thật ra có thể truyền thụ cho tiểu bối của núi Bồ Đề, vẫn được xem là chuyện được mọi người ca tụng. Viên Thông mặt ngoài thờ ơ với thế sự, không màng danh lợi, thực chất lại là một người tinh danh. Dù ông ta có muốn tu luyện đại từ đại bi thủ, cũng không thể để Tây Môn Phong Vân truyền thụ cho ông ta được. Nếu vậy thì chẳng phải Tây Môn Phong Vân có ơn truyền thụ võ công cho ông ta sao? Kể từ đó, trụ trì Viên Thông vĩnh viễn đừng mong sẽ được phép ngẩng đầu trước mặt Tây Môn Phong Vân. Cho nên, ông ta đều nghĩ Tây Môn Phong Vân, truyền cho tiểu bối núi Bồ Đề, cái gì cũng có thể ném, nhưng mặt mũi thì không thể ném được. Lão lừa chọc này. Tây Môn Phong Vân đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của trụ trì Viên Thông, nhưng không vạch trần, mà gật đầu đáp ứng. Lúc này, trọng tài tại hiện trường tuyên bố, gia tộc Tây Môn Long Ngâm chiến thắng. Đến bây giờ, 5 vị trí đầu tiên đã được xác định rồi. Võ Đang Vương Giã, Lão Độc Vật Lâm Uyên, Lão Quân Sơn Quân Vô Ưu, hậu nhân nhà họ Tô Tô Thương, và Tây Môn Long Ngâm. Theo lịch thi đấu đã được sắp xếp lúc đầu. Lần rút thăm ngày mai sẽ quyết định một người luân không,
bốn người còn lại giúp thăm chọn đối thủ, thắng được thăng sẽ thăng lên hạng 3, còn thua sẽ bị trực tiếp đào thải. Sau đó, trong ba người đứng đầu lại rút ra một người luân không, trực tiếp đánh trận chung kết, tranh đoạt đệ nhất danh của Đại hội Võ thuật Trăm Tông Phái, hai người còn lại sẽ phân cao thấp với nhau. Về cơ bản, tới ngày thứ ba, Đại hội Võ thuật Trăm Tông Phái sẽ hoàn toàn kết thúc, cổ võ minh chủ ra đời. Có điều có quân vô ưu, có lẽ sẽ sớm hơn một ngày. Nếu trong trận đấu ngày mai, quân vô ưu đánh bại đối thủ, sẽ thăng cấp thành một trong ba người đứng đầu. Ngày mốt sẽ là trận đánh phân tranh giành ngôi vị quán quân và á quân. Bởi vì quân vô ưu đã nói rồi, anh ta chỉ đánh một trận, dù thắng hay thua đều sẽ rời khỏi Đại hội Võ thuật Trăm Tông Phái. Một khi anh ta thắng, trở thành một trong ba người đứng đầu, lựa chọn rời khỏi cuộc thi, vậy chỉ cần hai người còn lại trực tiếp phân thắng bại là được. Tô Thương không biết chuyện này, lúc này anh ấy đang trên phi cơ tới núi Ba. Khoảng xế chiều, Tô Thương, Ali, Lưu Cự Lộc, ba người đã tới đất Thục, núi Ba. Đất Thục, phong cảnh nên thơ, thập vạn đại sơn, liên miên không dứt. Trong đó, núi Ba cây cối xanh tươi tốt, đẹp không sao tả xiết. Ban đầu tất cả những thứ này đều thuộc về nhà họ Lưu, hậu duệ hoàng thất, nhưng hiện tại, núi Ba lại bị năm tên võ thần lục địa mạnh mẽ chiếm lĩnh. Trên đường tới đây, Tô Thương đã biết được tình huống từ chỗ Lưu Cự Lộc rồi, năm tên võ thần lục địa kia, tất cả đều đột nhiên xuất hiện, trước kia thậm chí còn chưa từng nghe qua tên bọn họ. Vài thập niên trước, võ giới cổ có rất ít võ thần lục địa, một khi đặt chân đến cảnh giới giới, hiển nhiên sẽ kinh động tứ phương. Những năm người kia, giống như tự nhiên xuất hiện vậy, trước khi cướp núi Ba, thậm chí chưa từng có ai trong giới cổ võ gặp bọn họ. Mà khi đó nhà họ Lưu, có thể trông giữ núi Ba, trong nhà đương nhiên có không ít cao thủ. Thậm chí, lão Tổng Tông Lưu Cự Lộc, là cao thủ võ thần lục địa hậu kỳ, là cư sĩ giống từ Ngọc Phong ở núi Phú Xuân. Nhà họ Lưu ở núi Ba, lúc ấy chính là đại gia tộc nổi danh. Tuy lão Tổ Tông nhà họ Lưu cường đại, nhưng cũng không chịu nổi đối phương nhiều người đến vậy. Năm tên võ thần lục địa kia, trong đó có ba người là võ thần hậu kỳ, hai người còn lại đều là võ thần lục địa trung kỳ. Với thực lực này, đừng nói năm người, dù chỉ hai người cũng có thể chiếm cứ núi Ba. Cuối cùng, lão Tổ Tông nhà họ Lưu không chống lại được, bị đánh trọng thương, một thân căn cơ suýt nữa bị hủy. Đơn giản là lão Tổ Tông nhà họ Lưu và Thạch Hạo Hãn của vùng núi Tế Trời có quan hệ không tồi. Thời khắc mấu chốt, Thạch Hạo Hãn ra mặt, khiến năm tên võ thần lục địa kia sợ hãi, cứu trên dưới nhà họ Lưu. Nhưng Thạch Hạo Hãn lại không thể ra mặt thay nhà họ Lưu, rốt cuộc năm tên võ thần lục địa kia cũng không dễ chọc. Mấu chốt là, không ai biết lai lịch của bọn họ, rốt cuộc có ý đồ gì, sau lưng có tồn tại nào mạnh mẽ hơn không. Cho dù là Thạch Hạo Hãn, cũng rất kiêng dè, liền khuyên nhà họ Lưu từ bỏ núi Ba, đưa toàn bộ nhà họ Lưu đi. Sau đó, Thạch Hạo Hãn nể mặt lão Tổ Tông nhà họ Lưu, chăm sóc nhà họ Lưu chu đáo, nên nhà họ Lưu mới có thể ở dừng bước tại Kinh Đô. Lúc này, ba người Tô Thương đứng dưới chân núi Ba, ngẩng đầu nhìn về phía núi Ba xanh tươi tốt. Những chuyện trải qua đại khái là như vậy. Lưu Cự Lộc nhìn Tô Thương, ngay sau đó nói, Tô Công Tử, vài thập niên đã qua rồi, nói vậy thực lực của bọn họ, sẽ mạnh hơn chút. Không biết hộ đạo giả của anh, liệu có, nói tới đây, Lưu Cự Lộc nhìn thoáng qua Ali. Yên tâm đi. Tô Thương nhàn nhạt nói, anh chỉ cần lo dẫn đường, còn lại cứ giao cho chúng tôi. Đúng rồi, năm người anh nói kia, là đột nhiên xuất hiện, hiện giờ anh đã tra được lai lịch của bọn họ rồi sao? Tô Thương nghi hoặc hỏi. Vẫn chưa. Lưu Cự Lộc lắc đầu, cười khổ nói, sau khi nhà họ Lưu chúng ta bị đuổi khỏi núi Ba, danh vọng không bằng trước nữa, những tông phái cổ võ có giao hảo trước kia đều bắt đầu xa lánh chúng tôi, muốn điều tra tin tức về bọn họ chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, bọn họ có tổ chức, và phải nghe theo lệnh của người khác. Lưu Cự Lộc chắc chắn nói. Vậy sao? Khóe miệng Tô Thương nhếch lên, cảm thấy hành trình tới núi Ba bắt đầu thú vị hơn rồi. Tô Công Tử, có phải anh sợ rồi không? Nếu anh muốn từ bỏ, nói thẳng là được, không sao đây. Lưu Cự Lộc nói, tôi cũng biết, bọn họ không dễ chọc, có khả năng dây dưa đến tồn tại còn mạnh mẽ hơn,
đến lúc đó. Anh đang kích tôi sao? Tô Thương quay đầu nhìn về phía Lưu Cự Lộc. Không không không. Lưu Cự Lộc có chút chột dạ, vội vàng xua tay nói, Tô công tử, tôi không có ý này. Ha ha, được rồi, nếu tôi đã tới, chắc chắn sẽ không để tay trắng trở về. Tô Thương thúc giục nói, đi trước dẫn đường đi, đi sớm về sớm, sau nửa đêm trở về còn có thể ngủ ngon. Đúng vậy. Lưu Cự Lộc vội vàng đồng ý, thấy Tô Thương tự tin như vậy, anh ta cũng kích động theo. Tiếp theo, dưới sự chỉ dẫn của Lưu Cự Lộc, Tô Thương và A Ly nhanh chóng leo lên núi Ba, không bao lâu sau đã thấy một tòa sơn môn huy hoàng đại khí. Tiến vào sơn môn, đó là quần thể kiến trúc ngàn năm của nhà họ Lưu, đình tạ lầu gác, phong vị cổ xưa. Ai đó? Có điều, ngay khi cả ba vừa chuẩn bị tiến vào, bỗng có một đám người lao ra. Tất cả những người này đều cầm vũ khí trong tay, bộ dáng 20, 30 tuổi, mặc phục sức thống nhất, sắc mặt bất thiện chăm chú nhìn ba người Tô Thương. Tô công tử, sau khi năm tên võ thần lục địa kia chiếm cứ núi Ba, chúng thành lập một tông phái, tên tông phái Tiểu Kiếm. Lưu Cự Lộc đứng bên cạnh Tô Thương, nhỏ giọng nói, những người này đều là đệ tử của tông phái Tiểu Kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Thương gật đầu, đồng thời đảo mắt, nhìn quanh mười mấy người trước mắt. Những người này cơ bản đều là cảnh giới tông sư, nhưng mạnh nhất cũng chỉ là tông đỉnh, không có uy hiếp gì đối với Tô Thương. Tuy rằng trong mắt Tô Thương, thực lực của bọn họ chẳng mạnh gì, nhưng nếu họ ở đô thị, chắc chắn sẽ là thế lực khủng bố. Đều là kẻ điếc sao, tôi hỏi mấy người là ai, mấy người là người phương nào, sao không ai trả lời. Đúng lúc này, tên đệ tử cảnh giới tông đỉnh của tông phái Tiểu Kiếm bước ra khỏi đám người, lạnh lùng nói. Tô Thương thấy vậy, lộ ra một nụ cười, đón nhận ánh mắt hắn, nhẹ nhàng cười nói, hậu nhân nhà họ Tô tới chơi, mau kêu tông chủ các người ra gặp tôi. Hậu nhân nhà họ Tô? Gì thế, chưa nghe bao giờ, trong các gia tộc cường đại của võ giới cổ có họ Tô sao? Cao thủ tông đỉnh vẻ mặt nghi ngờ hỏi những người bên cạnh. Tuổi bọn họ không lớn. Tô Vô Kỵ lại là cấm kỵ, nhà họ Tô cũng đã diệt vong hơn 100 năm rồi, đương nhiên chưa từng nghe qua. Người này thấy mọi người lắc đầu, ánh mắt lần nữa dừng trên người Tô Thương, lạnh lùng nói, tiểu tử, thiếu mỗi trang phục sói đuôi lớn nữa thôi đấy, nơi đây là sơn môn Tiểu Kiếm Tông chúng tôi, chó mèo há có thể tiến vào được, còn muốn gặp tông chủ của chúng ta, ha ha, không biết sống chết, cút đi, nếu không, tôi sẽ khiến đầu cậu rơi xuống đất. Ồ! Tô Thương hơi nhướng mày. Người trẻ tuổi bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao? Chờ một chút. Có thể thấy rõ tên cao thủ đỉnh tông này là người đứng đầu. Hắn ta nhìn A Ly bên cạnh, cười xấu xa. Tôi bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi. Hai người các người, cút ra ngoài đi. Hắn ta giơ tay chỉ Tô Thương và Lưu Cự Lộc. Cuối cùng chỉ vào A Ly, nghiền ngẫm cười nói. Còn cô ấy phải ở lại. Đêm khuya ở núi Ba đêm không an toàn. Con gái đi đêm quá nguy hiểm. Tôi không đành lòng, có thể cho cô ấy tiến vào sơn môn. Ha ha, Tam Sư Huynh, anh lương thiện quá, là tấm gương tốt cho chúng ta học tập. Tam Sư Huynh, anh định chăm sóc cô ấy thế nào đây, không phải sẽ chăm sóc đến tận trên giường chứ? Trên giường là có ý gì, cuối thu mát mẻ, ở bên ngoài không phải sảng khoái hơn sao? Tam Sư Huynh, đêm dài đằng đẵng, chúng ta đều rất chán, không biết liệu chúng ta có phần không? Một đám đệ tử tông phái Tiểu Kiếm tại hiện trường nháy mắt hiểu ý Tam Sư Huynh, sôi nổi mở miệng. Thậm chí có người đề nghị muốn chia sẻ, nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tam Sư Huynh, trong mắt tràn ngập thiết tha mong muốn. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề. Tên cảnh giới tông đỉnh này là Tam Sư Huynh của tông phái Tiểu Kiếm, hắn ta hào phóng nói, các huynh đệ, nếu tôi đã ăn, sao có thể thiếu các cậu được? Yên tâm đi. Cho tôi 3 phút là được, tôi nhanh lắm, thời gian còn lại mấy người tùy ý sắp xếp. Tông phái Tiểu Kiếm Tam Sư Huynh nghiền ngẫm cười, đồng thời nhìn về phía Ali, cầm lòng không đậu lía em mờ môi, mẹ nó, quả là một người phụ nữ xinh đẹp. Cả ngày ở trên núi, đã lâu rồi tôi chưa thấy phụ nữ, không ngờ hôm nay lại đụng phải mỹ nữ quyến rũ động lòng người thế này, ha ha, vận khí lão tử bùng nổ rồi. Không chỉ hắn ta. Hơn 10 đệ tử tông phái Tiểu Kiếm tại hiện trường, tất cả đều dùng ánh mắt ác ý nhìn Ali,
có người thậm chí còn chảy nước miếng. Cậu chủ, giây phút này, Ali không thể nhịn được nữa, thỉnh cầu, em có thể giết bọn họ không? Để tôi tới đi, những nhân vật nhỏ này, em không cần phải động thủ. Ánh mắt Tô Thương lạnh lẽo, trầm giọng nói, hơn nữa, hiện tại em đi theo tôi, chính là người phụ nữ của tôi. Dù em có mạnh tới mức nào, gặp loại chuyện thế này, người ra tay đầu tiên phải là tôi. Tô Thương nghiêm mặt nói, nếu ngay cả thể diện của em mà tôi còn không giữ được, sao có thể làm cậu chủ của em? Vốn anh ấy chỉ muốn tìm tông chủ tông phái Tiểu Kiếm, dùng khế ước linh hồn thu phục chủ nhân núi Ba hiện tại, để đối phương không dám ngỗ nghịch với anh ấy nữa. Ngay từ đầu, Tô Thương cũng không định đại khai sát giới, nhưng những người này tìm chết, dám nhớ thương Ali, đương nhiên không thể tha thứ. Cậu chủ, Ali nghe Tô Thương nói mà ngẩn người, ngay sau đó mặt lộ vẻ thẹn thùng. Những đệ tử tông phái Tiểu Kiếm này, dù không có Tô Thương, cô ấy cũng có thể giết tất cả chỉ trong khoảnh khắc. Có điều, so với việc Tô Thương thay mình ra tay, ý nghĩa không giống nhau. Tiểu tử, cậu là đồ ngốc sao? Lúc này, Tam sư huynh tông phái Tiểu Kiếm nhịn không được cười nói, trên người cậu ngay cả một tia chân khí cũng chẳng có, chỉ là một người bình thường, giả vờ cái quái. Tuy nhiên, người này còn chưa nói xong, kiếm thương khung đã xuất hiện trong tay Tô Thương. Soạt! Ngay sau đó, Tô Thương chém một nhát, không một động tác thừa thãi, chớp mắt cắt qua yết hầu Tam sư huynh. Phụt phụt! Máu đỏ tươi nháy mắt phun ra. À, tôi! Tam sư huynh tông phái Tiểu Kiếm trước đó không ai bì nổi, lúc này che yết hầu lại, đồng tử mở lớn, trong mắt toát ra sợ hãi dày đặc. Vài giây qua đi, thân thể hắn ta bịch một tiếng ngã xuống, đi đời nhà ma. Soạt! Hiện trường xảy ra một màn này, giấy lên sóng to gió lớn, những đệ tử tông phái Tiểu Kiếm khác, tức khắc chạy trốn khắp nơi. Các người, nói năng lỗ mãng, nhục nhã Ali, một người cũng đừng hòng chạy. Tô Thường ánh mắt lạnh lùng, đứng tại chỗ, không ngừng vung kiếm thương kiếm trong tay. Phập, phập, phập. Ngay sau đó, mười mấy đạo kiếm khí kim sắc hình lưỡi liềm tách ra đuổi theo những người đó, chấm dứt mạng sống của bọn họ. Rất nhanh tại hiện trường đã có mười mấy thi thể, toàn bộ đều là một kích mất mạng. Đi thôi, vào thôi. Giải quyết người gác cổng xong, Tô Thương, Ali, và Lưu Cự Lộc, sải bước tiến vào núi Ba tông phái Tiểu Kiếm. Chuyện lớn rồi, có người vây bắt tông phái Tiểu Kiếm, mau đi mời tông chủ, để tông chủ ra mặt chủ trì đại cục. Chuyện xảy ra bên ngoài sơn môn, đương nhiên sẽ kinh động tông phái Tiểu Kiếm, theo tiếng người hô to, quần thể kiến trúc cổ kính này ngay lập tức được thắp sáng. Từ trên xuống dưới, mấy trăm người di chuyển. Vài phút sau, ba người Tô Thương đã tới sân luyện võ bên ngoài đại sảnh, nơi nơi rộng lớn vô cùng. To gan, dám tự tiện xông vào tông phái Tiểu Kiếm. Lúc này, có 20-30 người bước ra từ đại sảnh. Người dẫn đầu thân mặc trường bào màu tím, nhìn qua hơn 60 tuổi, ánh mắt u ám. Thực lực của ông ta rất mạnh, mạnh đến mức Tô Thương không thể phát hiện ra, nói vậy ông ta hẳn là một trong năm võ thần lục địa năm đó. Xung quanh người này đều là cao thủ tông phái Tiểu Kiếm, có mấy tên cảnh giới thần tông, thậm chí không thiếu thần tông đỉnh phong, ít nhất cũng phải hai gã. Xem ra, không thể khinh thường thực lực của tông phái Tiểu Kiếm được. Sau khi đoàn người và lão giả áo tím xuất hiện, xung quanh liền tràn ra mấy trăm đệ tử tông phái Tiểu Kiếm. Bọn họ cầm vũ khí trong tay, bao vây ba người Tô Thương chật như nêm cối. Đối với chuyện này, Tô Thương không hốt hoảng chút nào, lộ ra một nụ cười, nhìn về phía ông giả áo tím, hỏi tôi chỉ muốn nói chuyện với tông chủ tông phái Tiểu Kiếm mà thôi, ông là tông chủ sao? Lão Phu chính là tông chủ Đoạn Khánh Sinh, cậu là người phương nào? Có tư cách gì đối thoại với tôi? Lão già áo tím lạnh lùng nói. Ông ta không lập tức ra tay, bởi ông ta đã nhận ra Ali không bình thường, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia kiêng kỵ. Tại hạ Tô Thương, hậu nhân nhà họ Tô, Tô Vô Kỵ đã từng gây chấn động cả một thời đại, là ông cố của tôi. Tô Thương tự báo cáo ra môn. Cái gì? Hậu nhân nhà họ Tô? Lão già áo tím nghe vậy, tức khắc chấn động, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Kích động nói, ha ha, hậu nhân nhà họ Tô ra, ha ha ha, được lắm. Thế nhân đều biết, năm đó khi Tô Vô Kỵ độ lôi kiếp Nguyên Anh, không
không hề sử dụng tháp lưu ly 9 tầng, mà để lại kiện trọng bảo kia trong nhà họ Tô. Nghe đồn, kiện chí bảo kia, có thể trấn áp điểm xấu, ai có được nó, sẽ có thể đặt chân lên kết đan của địa cầu, Nguyên Anh, thậm chí trở thành tồn tại còn mạnh hơn nữa. Sau đó Đoạn Khánh Sinh cười khẩy nói, đây cũng là lý do vì sao hơn 100 năm trước, sau khi Tô Vô Kỵ biến mất, các đại tông phái lại chọn bao vây Côn Luân, diệt sạch nhà họ Tô. Lần đó, tôi cũng có tham gia, nhưng chúng tôi đã lục soát mọi ngóc ngách trong nhà họ Tô mà vẫn không tìm được tháp lưu ly 9 tầng. Sau đó tôi mới biết, con trai Tô Vô Kỵ, Tô Kiền Khôn, dưới sự bảo vệ của những người trong nhà họ Tô, chạy mất rồi. Nói vậy, tháp lưu ly 9 tầng nằm trên người Tô Kiền Khôn, mà Tô Kiền Khôn lại mai danh ẩn tích rồi. Đoạn Khánh Sinh nhìn Tô Thương, nghiền ngẫm cười nói, không ngờ, đúng là không ngờ mà, hôm nay hậu nhân nhà họ Tô lại chủ động đưa tới cửa. Ồ, Tô Thương nghe vậy, đón lấy ánh mắt Đoạn Khánh Sinh, nhíu mày nói, ông cũng từng tham gia tận diệt nhà họ Tô. Đúng vậy, Đoạn Khánh Sinh nói thẳng không chút kiêng kỵ, chẳng qua, lúc ấy tôi vẫn chưa đặt chân tới võ thần lục địa, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Cậu tên Tô Thương phải không? Ha ha, nếu tháp lưu ly 9 tầng đang ở trên người cậu thì cậu mau lập tức giao ra đây, tôi sẽ tha mạng cho cậu, nếu không ở trên người cậu, tôi sẽ lợi dụng cậu, liên hệ với các hậu nhân khác của nhà họ Tô. Mặt Đoạn Khánh Sinh u ám nói, tóm lại, nếu không thấy tháp lưu ly 9 tầng, Tô Thương, cậu đừng mong sống sót rời khỏi núi Ba. Ông tự tin thật đấy. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, ông đã từng nghĩ tới chưa, vì sao tôi dám đến núi Ba, lại còn tự khai báo ra môn với ông? Vì sao? Đoạn Khánh Sinh nhíu mày. Bởi vì, tôi chắc chắn có thể hủy diệt toàn bộ núi Ba. Tô Thương giọng điệu bình đạm nói. Ha ha! Đoạn Khánh Sinh nghe vậy, bật ra một mặt cười lạnh, rồi nói, hậu nhân nhà họ Tô à, tôi không có thời gian nói nhảm với cậu đâu. Người đâu, trói hắn lại cho ta muốn đích thân nghiêm hình khảo vấn. Giọng nói vừa dứt, bên người ông ta lập tức xuất hiện hai cao thủ cảnh giới thần tông, đứng dậy, trực tiếp đi về phía Tô Thương. Ali, giết, Tô Thương không nhiều lời, chỉ lạnh giọng phân phó Ali. Vâng, Đoàn Khánh Sinh trầm giọng nói, mặc dù cô không trả lời thì lão già này cũng biết, trên thế giới này chỉ có thập đại cổ tộc mới có tu chân giả ở cảnh giới trúc cơ. Trừ cái đó ra, Tây Môn Phong Vân của gia tộc Tây Môn Côn Luân dường như cũng đã đặt chân vào trúc cơ, có điều chưa từng có ai thấy ông ta ra tay, nên không biết được cụ thể thế nào. Đoàn Khánh Sinh lạnh lùng nói, cô không thể nào là Tây Môn Phong Vân, vậy thì rõ ràng cô đến từ thập đại cổ tộc. Nói đi, cô đến từ gia tộc nào, gia tộc Đông Phương, gia tộc Đoan Mộc, gia tộc Nam Cung, hay là một gia tộc khác? Ali vẫn không trả lời. Có điều lúc này Tô Thương lại thản nhiên nói, Đoàn Tông Chủ, xem ra ông hết sức quen thuộc với thập đại cổ tộc, nói đến thập đại cổ tộc thì thuộc như lòng tay. Ha ha! Đoàn Khánh Sinh nhìn thoáng qua Tô Thương, ông ta cười lạnh nói, suýt chút nữa thì tôi quên mất, cô gái này là do cậu dẫn đến, nói như vậy thì cô gái này cũng không nhất định là đến từ thập đại cổ tộc. Nếu đã như vậy thì tôi yên tâm, nơi này là núi Ba, địa bàn của tông phái Tiểu Kiếm. Tôi không cần đến mức phải để vào mắt một tu chân giả vừa mới đặt chân vào cảnh giới trúc cơ. Đoàn Khánh Sinh lạnh lùng nói, mặc dù tu chân giả cảnh giới trúc cơ có thể so sánh với võ thần lục địa. Có điều, võ thần lục địa cũng có phân chia mạnh yếu. Cảnh giới trúc cơ chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, bốn cảnh giới nhỏ. Võ thần lục địa cũng giống như vậy. Đoàn Khánh Sinh tràn đầy tự tin cười nói, tông phái Tiểu Kiếm có 5 võ thần lục địa, 3 người là võ thần trung kỳ, 1 người là võ thần hậu kỳ, còn 1 người là võ thần đỉnh phong. Tô Thương, mặc dù cô gái bên cạnh cậu có mạnh hơn nữa thì như thế nào chứ? Đoàn Khánh Sinh uy hiếp nói, nếu cậu thức thời giao tháp lưu ly 9 tầng ra đây thì tôi sẽ lập tức thả 2 người đi, tránh phải gây chiến. Khẩu khí thật là lớn, liên tục đe dọa chủ nhân của tôi, ông không cần thiết phải sống nữa. Ali nghe được lời của Đoàn Khánh Sinh thì lập tức tức giận, ánh mắt của cô ấy trở nên cực kỳ lạnh lùng. Một giây sau, cô ấy chợt giơ tay lên, một cột sáng màu trắng khổng lồ đánh về phía của Đoàn Khánh Sinh. Ông cho rằng bản tông chủ sợ ông. Đoàn Khánh Sinh thấy vậy thì cắn răng sử dụng chân khí toàn thân, ngưng tụ ra một bức tường để ngăn chặn.
Rầm rầm. Ngay sau đó, cột sáng màu trắng mà Ali đã đánh ra rơi vào bức tường ngưng tụ của Đoàn Khánh Sinh. Trong khoảnh khắc, dư âm khủng bố của trận đấu như gợn sóng tản ra bốn phía. Mấy trăm đệ tử của tông phái Tiểu Kiếm tại hiện trường, phần lớn đều bị dư âm này hất bay, thậm chí có người hộc máu. Mạnh quá! Vốn dĩ Đoàn Khánh Sinh nghĩ rằng Ali chỉ là vừa mới trúc cơ mà thôi, cô gái này không có khả năng là đối thủ của ông ta. Nhưng mà sau khi tiếp xúc, ông ta mới kinh ngạc phát hiện, thực lực của cô gái trước mặt này vượt xa ông ta, ít nhất cô ấy cũng là trúc cơ đỉnh phong. Điều này khiến cho Đoàn Khánh Sinh sợ hãi không thôi, ông ta không dám chậm trễ, vội vàng điều động toàn bộ lực lượng để phòng ngự. Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ali thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo linh khí lần thứ hai, tản ra một uy lực mạnh mẽ. Rầm. Ngay sau đó, hiện trường truyền ra một âm thanh vỡ vụn của lá chắn phòng ngự, Đoàn Khánh Sinh trực tiếp bị đánh bay, cơ thể đụng vào cột đá. Phụt. Sau khi rơi xuống đất, Đoàn Khánh Sinh phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, nằm hấp hối trên mặt đất. Tông chủ. Hiện trường có rất nhiều cao thủ của tông phái Tiểu Kiếm đang nhao nhao tiến lên muốn kiểm tra thương thế của Đoàn Khánh Sinh. Đều cút hết ra cho tôi. Lúc này, Ali lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra thì tất cả cao thủ của tông phái Tiểu Kiếm đều lạnh run, đứng tại chỗ không dám di chuyển, trên mặt tràn đầy sự kiêng kỵ. Bù! Cùng lúc đó, Ali chậm rãi giơ tay lên, cánh tay của cô ấy hóa thành một cánh tay linh khí, bóp cổ Đoàn Khánh Sinh nằm cách đó không xa. Nâng ông ta lên. Tính tình của chủ nhân tôi rất tốt, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng có thể uy hiếp chủ nhân. Ali lạnh lùng nói. Cô gái, xin tha mạng, tôi không dám nữa, tôi cũng không bao giờ nhớ thương tháp lưu ly 9 tầng nữa. Hai người muốn đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản nữa. Đoàn Khánh Sinh sợ hãi nuốt nước bọt, vội vàng cầu xin tha thứ. Ha ha, muộn rồi. Ali cười lạnh. Cô ấy muốn ngay lập tức giết chết Đoàn Khánh Sinh. Dừng tay. Đúng lúc này, bốn lão giả người mặc trường bào, bay đến và đáp xuống cách đó không xa. Thực lực của bốn lão giả này đều không yếu, tất cả đều là võ thần lục địa, trên người tản ra khí tức cường đại. Trong đó, lão giả đứng phía trước, cơ thể gầy còm, hốc mắt hãm sâu, hai mắt vàng khô, cánh tay khô quắt, nhìn qua yếu đuối. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ợ ra máu. Nhưng mà ông ta lại là người mạnh nhất trong bốn người, trên người tản ra khí tức khiến người khác sợ hãi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì người này chính là võ thần lục địa đỉnh phong duy nhất của tông phái Tiểu Kiếm. Về phần ba người còn lại thì có hai người là võ thần trung kỳ, một người là võ thần hậu kỳ. Lúc trước Lưu Cư Lộc đã từng nói qua, năm đó khi chiếm được núi Ba, trong năm võ thần lục địa của bọn họ, mạnh nhất là hậu kỳ, bây giờ xem ra, mấy chục năm trôi qua, bọn họ đều đã có tiến bộ. Anh cả, cứu tôi, người phụ nữ này muốn giết chết tôi, anh nhất định phải mau cứu tôi. Nhìn thấy bốn lão giả này xuất hiện, Đoàn Khánh Sinh giống như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng cầu cứu. Câm miệng! Khách quý đến, mày không chiêu đãi tốt, rơi vào kết cục này cũng là tại mày gieo gió gặt bão. Lão giả suy nhược đứng ở phía trước, đầu tiên ông ta trách cứ Đoàn Khánh Sinh, sau đó ánh mắt lại rơi vào người Tô Thương. Ông ta đã đứng trong bóng tối quan sát một lúc, đương nhiên ông ta biết được trong đoàn người Tô Thương là người có tiếng nói nhất. Cho nên, lão giả yếu đuối này không trực tiếp nói chuyện với Ali, mà là trực tiếp nói chuyện với Tô Thương, ông ta khách khí nói, Tô công tử hạ giá đến chơi, lão giả này tiếp đón không được tốt, mong cậu bỏ qua cho. A, à, khóe miệng Tô Thương nhếch lên thành một nụ cười đùa giỡn, anh nói, ngược lại ông khách sáo rồi, hãy xưng tên đi. Kẻ hèn này là Đoàn Khánh Minh, ở trong nhà xếp hàng thứ nhất, ba người này đều là anh em cùng một mẹ của tôi. Nói xong, Đoàn Khánh Minh nhìn qua ba cường giả võ thần lục địa bên cạnh, cuối cùng ánh mắt của ông ta rơi vào người Đoàn Khánh Sinh, nói tiếp, nó cũng là anh em của tôi, trong nhà xếp thứ ba, năm anh em chúng tôi cùng nhau chiếm núi Ba. Sáng lập ra tông phái Tiểu Kiếm. Lúc đầu em ba của tôi đã làm nhiều chuyện đắc tội, mong Tô công tử cho tôi vài phần mặt mũi, tha cho nó một mạng. Đoàn Khánh Minh không hề do dự, lựa chọn yếu thế ngay lập tức, hạ tư thế rất thấp. Ha ha,
Tô Thương tò mò hỏi, Đoàn Khánh Minh đúng không, có thể nói cho tôi biết cảnh giới của ông không? Lục địa võ thần đỉnh phong, Đoàn Khánh Minh thẳng thắn nói. Cái này kỳ nha. Tô Thương khó hiểu nói, cái người hộ vệ này của tôi, là người tu chân, nhưng người tu chân không thể đặt chân đến kết đan, chắc hẳn ông cũng biết, cô ấy nhiều lắm cũng là trúc cơ đỉnh phong. Mà võ thần lục địa đỉnh phong, dựa theo lời tam sư đệ Đoàn Khánh Sinh của ông nói, hoàn toàn có thể chống lại trúc cơ đỉnh phong. Tô Thương nhíu mày nói, đêm nay tôi đánh đến núi ba, không chỉ khiến tông phái tiểu kiếm mất hết thể diện, còn làm tam sư đệ của ông bị thương, ông không phản kháng chút nào, trực tiếp tỏ ra yếu kém với tôi. Không dám. Đoàn Khánh Minh lộ ra một nụ cười khổ, nói thật, đạt đến cảnh giới võ thần đỉnh phong này, tôi có thể cảm giác được cô gái này cực kỳ cường đại. Dù là tôi ở trạng thái tốt nhất, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của cô ấy, dù sao giữa đỉnh phong với nhau, cũng có sự chênh lệch rất lớn. Huống hồ, bây giờ tôi khí huyết khô cạn, không nên ra tay, mà có ra tay thì cũng đánh không lại, càng tăng thêm tỷ lệ tử vong của tôi mà thôi. Đoàn Khánh Minh nói, một khi tôi chết đi, mấy người anh em này của tôi dù là liên thủ lại cũng đánh không lại cô gái này. Cho dù khiến Tô Thiếu Gia chê cười, nhưng thà như vậy, trực tiếp tỏ ra yếu kém với Tô Thiếu Gia, để thể hiện đủ thành ý của mình còn hơn. Đoàn Khánh Minh nói thêm. Ha ha ha. Tô Thương nghe vậy, gật đầu cười nói, thú vị lắm, tôi thích sự thẳng thắn của ông. Thế thì, Tô Thiếu Gia, có thể thả tam đệ của tôi không? Ông ấy sắp không chịu được nữa rồi. Đoàn Khánh Minh thừa cơ nói ra. Không thể. Nụ cười trên mặt Tô Thương bỗng vụt tắt, thay vào đó là một vẻ âm u, vừa rồi chính miệng ông ta nói, năm đó các tông phái lớn đi tiêu diệt nhà họ Tô, anh ta cũng có tham gia. Thân phận của tôi, chắc chắn lúc ông ẩn núp trong bóng tối cũng đã biết được rồi, ông cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho anh ta sao? Tô Thiếu Gia. Đoàn Khánh Minh cười khổ, tam sư đệ của tôi quả thực có tham gia, không chỉ có thế, năm anh em chúng tôi cũng đều tham gia. Có điều, năm người chúng tôi lúc ấy chỉ như là chân sai vặt thôi, thậm chí còn chưa đặt chân đến Thiên Tông. Chúng là chỉ phụ trách quét sạch hiện trường mà thôi, thay bề trên của núi Côn Luân nhặt xác người mạnh mẽ của nhà họ Tô. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, nhắc đến chuyện này, Tô Thiếu Gia, có mấy lời bây giờ tôi nói ra, cậu có thể không tin. Và cảm thấy như tôi đang nói dối. Lời gì, ông nói đi. Tô Thương thản nhiên nói. Năm đó, các tông phái lớn mạnh, đại khai sát giới nhà họ Tô, hiện trường máu chảy thành sông, trên trăm cái xác chất thành ngọn núi nhỏ. Đoàn Khánh Minh nói, năm anh em chúng tôi, phụ trách xử lý những cái xác đó. Vốn dĩ người ta sai khiến năm anh em chúng tôi làm, là vứt xác xuống núi Côn Luân, để mặc do dã thú ăn thịt. Có điều, năm anh em chúng tôi, không muốn làm chuyện thất đức, nên hao tốn chút thời gian, chôn toàn bộ những cái xác này dưới chân núi Côn Luân. Nếu Tô Thiếu Gia không tin, có thể qua núi Côn Luân nhìn thử, những nấm mồ vô danh đó, tất cả đều là do năm anh em chúng tôi, đào một cái hố mà ra. Đoàn Khánh Minh nhìn về phía Tô Thương, nói tiếp, vì thế, Tô Thiếu Gia, nếu tính ra thì chúng tôi đối với cậu cũng là có ân đó. Có thể xem xét chuyện chúng tôi đã chôn cất người nhà họ Tô. Cho tam đệ của tôi một đường sống không? Đoàn Khánh Minh khẩn cầu. Lúc Đoàn Khánh Minh nói chuyện, Tô Thương nhìn chằm chằm vào ông ấy, phát hiện người này không phải đang nói dối. Bây giờ, Tô Thương đối với việc sử dụng linh hồn tiên đế, càng ngày càng thành thạo, cho dù là võ thần lục địa đỉnh phong, nếu nói láo trước mặt anh cũng sẽ bị nhìn thấu. Xem ra Đoàn Khánh Minh nói những điều này, đều là nói thật, nếu đã như vậy, mình thật sự còn nợ họ một ân tình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Ali, nhẹ nhàng nói, Ali, thả Đoàn Khánh Sinh ra. Vâng. Đối với mệnh lệnh của Tô Thương, Ali từ trước đến nay đều không chần chờ, lập tức tản đi linh khí trên cánh tay. Khụ. Sau đó, Đoàn Khánh Sinh liền rơi xuống đất, miệng thở hổn hển, sắc mặt có chút tái nhợt. Tam ca. Tam đệ. Mấy võ thần lục địa bên cạnh, nhào nhào đi qua. Có người vận chuyển chân khí vào cơ thể cho Đoàn Khánh Sinh, có người lại lấy ra thuốc chữa bệnh cho Đoàn Khánh Sinh, xem ra năm anh em nhà này, tình cảm rất tốt đó nha. Tô Thiếu Gia, cảm ơn cậu giơ cao đánh khẽ. Đoàn Khánh Minh nhìn thoáng qua tam đệ, sau đó nhìn sang Tô Thương, chắp tay cảm ơn. Chấm,
Nói lời cảm ơn thì không cần, Tô Thương tôi cùng không phải là không biết báo ơn người khác, năm đó các ông chôn tổ tiên tôi xuống đất, hôm nay Đoàn Khánh Sinh chống đối chuyện của tôi, thế coi như bỏ qua đi. Tô Thương khoát tay một cái rồi nói. Tô thiếu gia khoan dung độ lượng, khiến cho người khác kính nể. Đoàn Khánh Minh lại lấy lòng Tô Thương thêm lần nữa, ngay sau đó liền hỏi, không biết Tô thiếu gia đêm khuya đi vào núi Ba có chuyện gì cần làm. Tôi được người khác nhờ vả, còn chuyện gì thì. Tô Thương chỉ vào Lưu Cự Lộc bên cạnh, khẽ cười nói, ông ta là Lưu Cự Lộc, vốn là con cháu của nhà họ Lưu ở núi Ba, Đoàn Khánh Minh, bây giờ ông chắc hiểu ý của tôi rồi chứ. Nhà họ Lưu ở núi Ba. Đoàn Khánh Minh nghe nói như thế, tất nhiên biết ý trong lời nói của Tô Thương, đơn giản là được người khác nhờ vả, muốn lấy lại núi Ba, nhất thời khó xử. Thế nào hả, ông không muốn nhường lại núi Ba hay sao? Tô Thương nhíu mày nói. Tô thiếu gia. Đoàn Khánh Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, liên quan đến chuyện ở núi Ba, khá phức tạp, không phải một lời hai câu là có thể nói rõ được. Tô thiếu gia, xin mời cậu đi theo tôi đến đại điện, chúng ta nói chuyện. Được. Tô Thương không từ chối, nhẹ gật đầu, muốn thử xem Đoàn Khánh Minh định nói gì. Rất nhanh, ngoài Ali và Tô Thương ra, chỉ còn 5 anh em nhà họ Đoàn. Còn về Lưu Cự Lộc, thì không đi vào, vì việc này khá quan trọng, càng ít người biết càng tốt. Lúc này, Tô Thương được 5 anh em nhà họ Đoàn, tôn làm khách quý, ngồi ngay ngắn ở ghế ngồi trên đại điện, Ali đứng bên cạnh anh. 5 anh em nhà họ Đoàn, thì đứng ở phía dưới. Đáng nhắc đến chính là, vết thương của Đoàn Khánh Sinh đã đỡ hơn một chút, cũng đứng ở phía dưới, trong mặt đã không còn vẻ khinh miệt và hung hăng như vừa rồi nữa. Đoàn Khánh Minh, bây giờ có thể nói chưa? Lúc này, Tô Thương nói với giọng điệu bình thản. Có thể. Đoàn Khánh Minh nghênh tiếp ánh mắt Tô Thương, sau đó nói, năm anh em chúng tôi xông pha trong giới luyện võ nhiều năm, thiên phú đều tính là không tệ, nhưng nếu không có người đứng sau, cũng không có khả năng đột nhiên phát tài như vậy được. Năm đó, chúng tôi từ tay đối phương, đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, thậm chí bao gồm sách luyện võ, mới có được trong vòng chục năm nay, đã đặt chân đến cảnh giới võ thần lục địa. Mà bọn họ, đối với chúng tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ là để chúng tôi chiếm giữ núi Ba, đồng thời đuổi tận giết tuyệt nhà họ Lưu. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, chúng tôi biết rõ, hành tẩu giang hồ không thể làm chuyện quá đoạn tuyệt. Chiếm lĩnh núi Ba thì được, nhưng nhà họ Lưu lại không thể tiêu diệt, nếu không thì sẽ mang tiếng xấu suốt đời. Thế là, tôi âm thầm báo tin cho Thạch Hạo Hãn ở vùng núi Tế Trời, thông báo ông ấy ra mặt, bảo vệ nhà họ Lưu, như thế thì năm anh em chúng tôi cũng không quá khó xử, cuối cùng cũng toàn vẹn đôi bên. Tô thiếu gia, hôm nay cậu muốn ra mặt thay cho nhà họ Lưu, muốn lấy lại núi Ba, nếu như là năm anh em chúng tôi không nói hai lời. Liền dẫn 4 anh em chúng tôi rời khỏi núi Ba, từ nay về sau tuyệt đối không đặt chân đến đây nửa bước nữa. Đoàn Khánh Minh cười khổ nói, nhưng mà, chúng tôi không thể đi, một khi chúng tôi từ bỏ núi Ba, không chỉ có 5 anh em chúng tôi có kết cục không tốt, mà nhà họ Lưu cũng không có cách nào làm chủ núi Ba được, nếu không thì tất nhiên sẽ bị dân tộc Mãn giết sạch. Nói đến đây, Đoàn Khánh Minh nhìn về phía Tô Thương, hỏi, Tô thiếu gia, cậu có muốn biết? Người đứng sau năm anh em chúng tôi là ai không? Là ai? Nói nghe thử coi. Tô Thương tò mò hỏi. Được. Đoàn Khánh Minh không giấu giếm, nói rõ chi tiết về thế lực đứng sau cho Tô Thương nghe. Cổ tộc. Người đứng phía sau anh em nhà họ Đoàn, lại là một nhà họ Tây thuộc thập đại cổ tộc. Thập đại cổ tộc, nguồn gốc là những chiến sĩ luyện khí thời tiền tần, tất cả đều có trụ cột thâm hậu. Có điều. Cổ tộc cũng phân chia mạnh yếu, nhà họ Tây là một trong số đó, xét về thế lực, cũng vượt trội hơi so với cổ tộc khác, ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu, có thể nói đây cũng chính là một quái vật khổng lồ. Năm đó, ông chủ nhà họ Tây rất xem trọng thiên phú của 5 anh em nhà họ Đoàn, liền tặng cho rất nhiều tài nguyên bí tịch, trợ giúp 5 anh em nhà họ Đoàn nâng cao thực lực. Mà mục đích nhà họ Tây, chính là muốn để 5 anh em nhà họ Đoàn, thay họ chiếm cứ núi Ba. Bởi vì có một cái ước định, thập đại cổ tộc không được nhập thế, nhưng bọn họ lại không cam tâm ở ẩn không ra. Đoàn Khánh Minh liên tục nói, vì thế, các đại cổ tộc liền âm thầm bồi dưỡng các thế lực, muốn để người của mình thay thế các ngọn núi nổi tiếng. Tô thiếu gia,
Đại hội võ thuật trăm tông phái bây giờ ở núi Võ Đang, đang diễn ra hừng hực khí thế, tôi nhận được một số tin tức, cậu cũng là người dự thi, lại đã tấn cấp 5 người mạnh rồi. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, chắc hẳn cậu phải biết, sau đại hội võ thuật, giới luyện võ sẽ xảy ra một thay đổi xưa nay chưa từng có. Hướng thay đổi của lần này, là tốt hay xấu thì ai cũng không biết được, nhưng có thể khẳng định là, thập đại cổ tộc chắc chắn không hy vọng giới luyện võ thay đổi theo hướng phồn vinh tươi đẹp. Nếu như giới luyện võ thay đổi, phát triển theo hướng tốt hơn, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, nhưng nếu họ không ngăn cản được, chúng tôi chính là người thay thế mà họ đã chuẩn bị. Theo tôi được biết, không chỉ có nhà họ Tây nuôi dưỡng nhân tài cổ tộc, mà 9 đại cổ tộc khác, cũng lôi kéo được cho riêng mình rất nhiều thiên tài. Đoàn Khánh Minh nói, tôi nhớ người khống chế núi Lão Quân bây giờ, chính là người thuộc cổ tộc, hình như bị gia tộc Đoan Mộc chiếm lĩnh rồi. Trừ điều đó ra, những ngọn núi khác có một chút danh tiếng, mặc dù không phải ngọn núi lớn quá nổi tiếng, nhưng cũng bị thập đại cổ tộc chiếm lĩnh rồi. Dù sao thập đại cổ tộc cũng có chỗ cấm kỵ, không dám trắng trợn nhúng tay vào giới luyện võ, vì thế mới lựa chọn những ngọn núi lớn có chút danh tiếng. Đoàn Khánh Minh nhìn về phía Tô Thương, cười khổ nói, năm anh em chúng tôi, thuộc kiểu nhân viên ngoài biên chế của nhà họ Tây. Nhà họ Tây nhìn chúng núi ba, vì thế mới để chúng tôi chiếm lĩnh nơi này, nơi đây cũng không thuộc về chúng tôi. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, nếu như chúng tôi nhường lại núi ba, chắc chắn sẽ bị thập đại cổ tộc truy sát. Mặc dù tôi đặt chân đến võ thần lục địa đỉnh phong, có điều thập đại cổ tộc lại đều là người tu chân. Cho dù ngại những điểm xấu từ thiên đạo, dù là lão tổ tông của họ, cũng không dám tùy tiện đặt chân kết đan, nhưng cao thủ cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, trong cổ tộc lại rất nhiều. Đoàn Khánh Minh tiếp tục nói, hơn nữa, giống như tôi vừa nói, giữa đỉnh phong và đỉnh phong, cũng có khoảng cách. Ví dụ như, cũng là trúc cơ đỉnh phong, có người lại có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối thủ cùng cảnh giới. Đoàn Khánh Minh liên tục cười khổ, năm người anh em chúng tôi, không dám đắc tội với nhà họ Tây, vì thế, Tô thiếu gia, xin thứ lỗi tôi không có cách nào có thể giao lại núi ba được. Còn nữa, dù là đêm nay núi ba thuộc về nhà họ Lưu, chỉ cần tin tức tuyển đi, nhà họ Tây biết chuyện này, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Đoàn Khánh Minh nhắc nhở, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ nhà họ Lưu, sẽ bị tiêu diệt thôi. Thì ra là thế. Tô Thương sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, lại cực kỳ có hứng thú với thập đại cổ tộc, dò hỏi, ý của ông là, thế lực của thập đại cổ tộc, đã trà trộn vào giới luyện võ rồi hả? Đúng. Đoàn Khánh Minh gật đầu nói, bây giờ ở núi Võ Đang, có rất nhiều tông phái đã thuộc về thập đại cổ tộc rồi. Còn có một số người, trước đó đã sớm đến nương tựa cổ tộc, chí ít cũng là chọn hợp tác với cổ tộc rồi. Đoàn Khánh Minh nghiêm túc nói, có lẽ chỉ có vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, núi Nga Mi, núi Bồ Đề, núi Võ Đang. Mấy thế lực lớn đó, mới không bị thế lực của thập đại cổ tộc trà trộn vào. Ha ha, dã tâm thật lớn nha. Tô Thương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó hỏi, núi ba cũng có tư cách tham gia đại hội võ thuật, vì sao các người lại không phái người đi? Lão Tam lúc đầu định đi tham gia náo nhiệt, có điều bị tôi ngăn cản. Đoàn Khánh Minh lắc đầu nói, tôi biết rõ năm nay đại hội võ thuật không yên ổn, mới không muốn đi tranh tài. Con người của tôi không có nguyện vọng gì lớn, chỉ hy vọng năm anh em chúng tôi bình an vượt qua cuộc sống này. Đoàn Khánh Minh thoải mái cười nói, chuyện giữa thập đại cổ tộc và giới luyện võ, chúng tôi không muốn tham gia. Hả, tâm tính của ông cũng được đó nha. Tô Thương cười nói, có điều, nhà họ Tây sẽ đồng ý cho các ông đợi ở núi ba sao. Ha ha, không dám lừa Tô thiếu gia, sau khi tôi đặt chân đến võ thần đỉnh phong, có được quyền lên tiếng nhất định, nhà họ Tây cũng khá quan tâm đến thái độ của tôi. Đoàn Khánh Minh vuốt vuốt sợi râu nói, những người nhà họ Tây kia, lông mày đều không có. Họ lo lắng giới luyện võ sẽ phát triển theo hướng tốt, chính mình lại không có cách nào ngăn cản được, vì thế sau này cần tôi đến dốc sức vì bọn họ. Đoàn Khánh Minh nói thêm, tôi nghe nói, nếu như giới luyện võ đổi mới theo hướng phát triển hơn, thực lực của giới luyện võ, cực kỳ có khả năng tăng cường trên diện rộng, thậm chí sau võ thần lục địa, còn sẽ xuất hiện cảnh giới mới. Hệ thống tu chân cảnh giới trúc cơ, cùng với hệ thống luyện võ cảnh giới võ thần lục địa,
là trái ngược nhau. Mà sau khi người tu chân trúc cơ, là cảnh giới kết đan, nhưng ở trái đất, không có người tu chân nào dám đặt chân đến kết đan. Một khi giới luyện võ xuất hiện cảnh giới mới, vượt ra khỏi phạm vi võ thần lục địa, thì có thể nghiền ép người tu chân ở trái đất rồi. Đoàn Khánh Minh thản nhiên nói, vì thế, nhà họ Tây rất tốt với chúng tôi, tương lai nếu thật sự có thay đổi, đều trông cậy vào tôi để ra mặt bảo vệ. Cảnh giới trên võ thần lục địa. Tô Thương nghe vậy, ánh mắt nhìn vào Đoàn Khánh Minh, tò mò nói, đến nhà họ Tây ông cũng không sợ, ông thật sự không nghĩ đến chuyện sau khi bước thêm một bước, sẽ đảo khách làm chủ, xâm chiếm nhà họ Tây sao? Tôi sẽ không làm thế, mà cũng không thể làm thế. Đoàn Khánh Minh lắc đầu, sau đó cười khổ nói, nhà họ Tây chịu trọng dụng 5 anh em chúng tôi, tặng cho chúng tôi rất nhiều tài nguyên bí tịch tốt, tôi lại làm sao mà nghĩ đến những chuyện này chứ? Thực sự không dám giấu, 5 anh em chúng tôi, vào thời gian vài thập niên trước đây, đã ăn phải độc dược nhà họ Tây. Loại độc này mỗi tháng, đều phải ăn thêm một viên tiếp theo mới giải được, nếu mà không ăn, không quá 3 ngày, thất khiếu sẽ chảy máu mà chết. Đoàn Khánh Minh bất đắc dĩ nói, loại độc này, thần bí cổ quái, thiên hạ trên dưới không ai có thể giải, chỉ có nhà họ Tây mới có cách giải độc, nhưng cũng không thể trừ tận gốc, chỉ có thể dùng thuốc theo tháng để áp chế độc tính. Tô thiếu gia, dưới tình hình này, 5 anh em chúng tôi, sao lại dám phản bội nhà họ Tây chứ? Đoàn Khánh Minh nói tiếp, suy cho cùng, bây giờ nhà tôi và gia tộc phía Tây, duy trì một sự cân bằng. Bọn họ khách khí với tôi. Tôi cũng khách khí với họ, việc này chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Có điều trước khi tôi chưa đặt chân đến võ thần lục địa đỉnh phong, nhà họ Tây luôn hô to quát lớn với nhà tôi, căn bản không xem tôi ra gì, tôi không từng dưới một lần, muốn dẫn các anh em thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Tây, đáng tiếc không giải được độc, không làm nên chuyện gì cả. Đoàn Khánh Minh thở dài một hơi nói, ai ra, được rồi những chuyện này không cần nói đến cũng được. Tô thiếu gia. Chuyện hôm nay, dừng ở đây được rồi, mời cậu trở về đi 5 anh em chúng tôi, tất nhiên sẽ giữ bí mật, không đem tin tức cậu đến đây thăm dò nói cho bất kỳ ai biết đâu. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, tất nhiên, người bảo vệ bên cạnh cậu, có năng lực giết sạch 5 anh em chúng tôi, thậm chí giết sạch toàn bộ tông phái tiểu kiếm, từ đó khống chế núi Ba. Nhưng tôi khuyên cậu đừng làm như vậy, nếu không sẽ phải chịu sự truy sát vĩnh viễn của nhà học Tây. Tô thiếu gia. Tôi nói những lời này, cũng không phải là uy hiếp cậu, chỉ là nhắc nhở thôi, còn về chuyện lựa chọn thế nào, tùy ý Tô thiếu gia quyết định. Đoàn Khánh Minh nói thêm. Ha ha! Tô Thương liếc nhìn những người khác nhà họ Đoàn, cuối cùng ánh mắt nhìn vào Đoàn Khánh Minh, khẽ cười nói, tôi tất nhiên nghe ra được, ông là một người tốt, không muốn tôi trêu chọc nhà họ Tây. Có điều nhà họ Tây thuộc thập đại cổ tộc, tôi cũng không xem ra gì, núi Ba, tôi chắc chắn phải có được. Tô Thương nghiêm túc nói. Nếu đã như vậy, Tô thiếu gia, xin mời ra tay, 5 anh em chúng tôi, tuyệt đối không nhượng bộ. Đoàn Khánh Minh nghiêm túc hơn, chân khí quanh thân phun trào, đã chuẩn bị xong chuyện đánh trả. Còn về 4 anh em còn lại, ngoại trừ tông chủ tiểu kiếm Đoàn Khánh sinh ra, tất cả cũng đều bước vào trạng thái chiến đấu rồi. Đoàn Khánh Minh, ông biết rõ không phải là đối thủ của Ali, còn muốn đánh với chúng tôi sao? Tô Thương nhíu mày nói, nhưng núi Ba, là một đường chết của chúng tôi, chết bởi kịch độc của nhà họ Tây cũng là một đường chết khác, chỉ bằng oanh liệt mà đánh với các cậu một trận. Đoàn Khánh Minh trả lời, sau đó nhìn về 4 anh em còn lại, thở dài một hơi nói ai ya, chỉ là đáng tiếc, những anh em này của tôi, phải chết cùng tôi rồi. Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, tôi có lỗi với mọi người lắm, là tôi không chăm sóc tốt cho mọi người. Vừa nói, hốc mắt Đoàn Khánh Minh có chút hoe đỏ. Đại ca, không nên nói như vậy, những năm gần đây, anh đã chăm sóc tốt cho mấy anh em rồi. Đúng vậy, đại ca, cha mẹ chết sớm, nếu không phải anh, thì chúng em đã sớm chết đói rồi. Anh em ruột thịt thân thiết, có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, cũng là một phúc khí lớn lao rồi, ha ha ha. Chấm chấm chấm. Năm anh em nhà họ Đoàn. Đã chuẩn bị xong chuyện chắc chắn phải chết rồi. Ha ha! Tô Thương thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, khẽ cười nói, tôi có thể hiểu được, đêm nay các người ở lại chống cự, chắc chắn phải chết rồi. Nếu không làm gì,
mà nhường núi ba thì không có cách nào báo lại với nhà họ Tây, cũng là một đường chết khác. Đối với mọi người mà nói cũng là đường chết, quả thực rất khó khăn, có điều. Nói đến đây, Tô Thương cố ý dừng lại, sau đó chuyển hướng nói, các ông còn có con đường thứ ba có thể đi, không biết các ông có đồng ý hay không? Đoàn Khánh Minh nghe vậy, nhất thời hứng thú, vội vàng hỏi, Tô Thiếu gia xin cứ nói. Cái núi ba này, tôi không thể không cần, nhưng các ông, lại không cần chết. Tô Thương nhìn quanh năm anh em nhà họ Đoàn, nghiêm túc nói, chỉ cần các ông đồng ý, từ nay về sau, dốc sức cho tôi sẽ đảm bảo các ông không chết. Tô Thiếu gia, Đoàn Khánh Minh tưởng Tô Thương thay đổi chủ ý, nghe được lời này, thoáng có chút thất vọng, cười khổ nói, cảm ơn ý tốt của cậu, năm anh em chúng tôi, cũng không phải không muốn đi theo cậu, chỉ là độc nhà họ Tây thâm nhập xương cốt, không có cách nào. Tôi có thể giải. Tô Thương chân thành nói, tôi hoàn toàn chắc chắn, có thể giải được độc trong cơ thể các ông, để các ông trở thành người bình thường, không cần giải độc theo tháng, từ đó có thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Tây. Chuyện này, Đoàn Khánh Minh không thể tin được mà nói, Tô Thiếu gia, cậu đang nói đùa hả? Ha ha, có phải đùa hay không, chẳng phải thử là biết sao? Tô Thương cười nói, nếu như tôi biết giải độc trong người các ông phải ký khế ước linh hồn với tôi, từ nay về sau, chỉ nghe mệnh lệnh của một mình tôi, nếu các ông đồng ý, bây giờ tôi có thể giải độc cho các ông. Giải độc, biết Tô Thương có thể giải độc. Hơi thở của năm anh em nhà họ Đoàn đều có chút dồn dập, rõ ràng là hết sức kích động. Mấy chục năm qua, bọn họ chịu đủ quấy nhiễu của độc tố, thể xác lẫn tinh thần bị tra tấn cực kỳ. Mấy năm nay, nhà họ Tây vì để cho năm anh em nhà họ Đoàn biết được tầm quan trọng của việc giải độc, cũng vì để chinh phục năm anh em nhà họ Đoàn, mà đơn dược giải độc từ trước đến nay đều không đưa tới đúng hạn, gần như mỗi tháng đều quá hạn. Một khi không ăn giải độc đúng hạn, sẽ chịu thống khổ cực kỳ, cơ thể gần như có ngàn vạn trùng độc gặm nhấm. Loại đau đớn đến không muốn sống này, cực kỳ khó chịu. Mặc dù sau khi đặt chân đến võ thần lục địa, nhà họ Tây đều kịp thời đưa tới, lấy đó làm hữu nghị, nhưng mà mùi vị trước đó thì họ không thể nào quên được. Năm anh em nhà họ Đoàn, một giây cũng không muốn để độc tố tồn tại trong cơ thể mình nữa, bây giờ nghe Tô Thương nói có thể giải độc, tất nhiên rất hưng phấn. Tô Thiếu giam chuyện này cực kỳ trọng đại, tôi cần thương lượng với bốn anh em mình đã. Lúc này, Đoàn Khánh Minh nói. Tô Thương gật đầu nói, được. Sau khi được Tô Thương đồng ý, năm anh em nhà họ Đoàn liền rời khỏi đại điện. Mấy phút sau, năm người lại trở lại đại điện một lần nữa. Tô Thiếu gia. Trong đó, Đoàn Khánh Minh đứng lên phía trước, mở miệng nói, chúng tôi thương lượng xong rồi. Chỉ cần cậu có thể giúp chúng tôi không phải chịu đựng kịch độc dày vò nữa, chúng tôi nguyện ý dốc sức làm việc cho cậu. Được. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó hai tay bấm quyết, làm ra năm phần linh hồn khế ước, thản nhiên nói, lấy máu nhỏ lên trên, cùng tôi ký khế ước linh hồn. Khế ước linh hồn. Năm người Đoàn Khánh Minh, mặc dù đã đặt chân đến cảnh giới võ thần lục địa, lại chưa nghe đến loại linh hồn khế ước này bao giờ. Có điều. Đã đồng ý với Tô Thương rồi, bọn họ cũng sẽ không đổi ý, thế là dưới sự dẫn đầu của Đoàn Khánh Minh, năm người đồng loạt cắn ngón tay, lấy ra một chút máu, nhỏ lên trên khế ước linh hồn. Chốc lát, khế ước có hiệu lực, sống chết của năm anh em nhà họ Đoàn, chỉ ở một suy nghĩ của Tô Thương. Cái này, Đoàn Khánh Minh cảm nhận được sự khác thường, nghi ngờ nói, Tô Thiếu gia, cái khế ước này. Ha ha, từ nay về sau. Các người không thể chống lại ý của tôi, bởi vì chỉ cần một suy nghĩ trong đầu tôi, liền có thể khiến cho các ông hồn bay phách lạc. Trong lòng các ông suy nghĩ gì, tôi cũng có thể biết, vì thế, thành thật một chút thì hơn. Tô Thương nói tiếp, con người tôi khá cảnh giác, chỉ có phương pháp này, tôi mới thấy yên tâm được. Các ông cũng không cần phải lo lắng, nếu các ông đối với tôi hài lòng, tôi tất nhiên sẽ không dùng khế ước linh hồn trừng trị các ông. Tô Thương nói thêm, các ông đừng nghĩ tôi đang nói khoác, rất nhanh thôi các ông sẽ biết được, có thể đi theo tôi, là may mắn của các ông đó. Ai ya! Đoàn Khánh Minh nghe vậy, thở dài một hơi thật sâu, bây giờ còn chưa giải được độc, năm người anh em họ lại có thêm một cái khế ước. Có điều nếu đã lựa chọn, bây giờ cũng không có cách nào đổi ý nữa rồi, thế là Đoàn Khánh Minh thúc giục nói, Tô Thiếu gia,
bây giờ có thể giải độc chưa? Có thể. Tô Thương gật gật đầu, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười, bắt đầu giải độc cho năm anh em nhà họ Đoàn. Độc mà năm anh em nhà họ Đoàn chúng phải, Tô Thương trước đó đã nhìn ra, là loại độc của người tu chân. Loại độc này, người phóng độc, nhất định phải là người tu chân, mà độc tố thâm nhập xương cốt, người bình thường căn bản là không có cách giải. Có điều, Tô Thương tu chân gần 10 vạn năm, loại độc này đối với anh mà nói, chỉ là trò trẻ con thôi, không đáng nhắc đến. Chỉ là, Tô Thương bây giờ chỉ mới luyện khí tầng thứ 9, linh khí yếu ớt, ngược lại cần phải tốn chút sức lực. Cứ như vậy, năm anh em nhà họ Đoàn ngồi khoanh chân, Tô Thương ở ngay đại điện, bắt đầu giải độc cho họ. Còn về Ali, thì ở bên cạnh bảo vệ, để phòng ngừa bất trắc. Thời gian nhanh chóng qua đi, chỉ chớp mắt, đã là sau nửa đêm rồi. Cuối cùng cũng làm xong, thời gian còn kịp, không để lỡ đại hội võ thuật ngày mai. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó liền thu tay lại, khẽ cười nói các ông điều động chân khí, chuyển động một chút, nhìn xem độc tố trong cơ thể, có phải đã được hóa giải hết không? Năm anh em Đoàn Khánh Minh nghe vậy, hết sức vui mừng, vừa vận chuyển chân khí, vừa kiểm tra cơ thể. Phụt, 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 chấm chấm chấm. Chỉ sau một giây, năm người cùng nhau phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, tất cả đều cực kỳ thống khổ nằm xuống đất kêu rên. Cho dù là Đoàn Khánh Minh cảnh giới võ thần đỉnh phong, cũng không thể chịu đựng được sự thống khổ ngay thời điểm này. Tô thiếu gia, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái gì trong cơ thể tôi, như là bị lửa đốt thế, lục phủ ngũ tạng cũng muốn bị hỏa táng hết rồi. Đoàn Khánh Minh cố nén thống khổ, vội vàng hỏi. Chúng tôi cũng thế. Bốn người còn lại nhà họ Đoàn, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy ra. Hửm. Tô Thương khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, một lần nữa xem kỹ cơ thể năm anh em nhà họ Đoàn, một lát sau liền phát hiện ra nguyên nhân, lẩm bẩm nói, chú sinh tử, ha ha. Không ngờ đến nhà họ Tây lại có thể có chú sinh tử. Bọn họ có giữ lại chiêu cuối cùng, không chỉ dùng kịch độc khống chế các ông, mà để phòng ngừa bất trắc, còn có gieo chú sinh tử vào cơ thể các ông nữa. Tô Thương khẽ cười nói, lẽ nào nhà họ Tây dốc hết sức đào tạo các ông, ai ngờ thật sự đào tạo ra được một võ thần đỉnh phong, vì để năm anh em các ông cả đời này chỉ có bán mạng cho họ mà bọn họ đã làm ra thủ đoạn chú sinh tử này, có điều thật đáng tiếc, các ông lại gặp tôi. Nhà họ Tây tính toán chính xác là bị thất bại rồi. Tô thiếu gia, chú sinh tử là cái gì vậy? Lúc này, Đoàn Khánh Minh thống khổ dò hỏi. Đây là một loại bí thuật của người tu chân, chỉ cần gieo vào cơ thể người khác, liền có thể khống chế linh hồn người này, nếu thuận theo thì sinh, từ chối thì chết, vì thế gọi là chú sinh tử. Tô Thương nói tiếp, thứ này nghe thì rất dọa người, kỳ thật cũng không bằng khế ước linh hồn, so với khế ước linh hồn mà nói. Loại này chẳng khác nào thứ bỏ đi cả. Chắc hẳn vừa rồi, thời điểm thanh trừ độc tố này, tác động đến chú sinh tử, dẫn đến chú sinh tử phát tác, các ông mới thống khổ không thể tả được như vậy. Tô Thương nói thêm. Tô thiếu gia, cậu chủ có thể giải sao? Đoàn Khánh Minh thăm dò hỏi, đã đổi xưng hô với Tô Thương thành cậu chủ rồi. Có thể, có điều. Tô Thương dừng một chút, nhìn thoáng qua thời gian, thoáng có chút khó xử. Bây giờ là quá nửa đêm rồi, nếu như đi máy bay trở lại, sẽ không chậm trễ trận đấu ngày mai. Nhưng nếu ở lại để hóa giải chú sinh tử cho năm anh em nhà họ Đoàn, tất nhiên phải trì hoãn một khoảng thời gian rất dài, chỉ sợ ngày mai không có cách nào mà trở lại đó được. Nhưng nếu như không hóa giải chú sinh tử cho năm anh em nhà họ Đoàn, năm người bọn họ sẽ nhận hết tra tấn, cuối cùng cũng thống khổ mà chết. Ai ya, thôi. Tô Thương nhìn về phía năm anh em nhà họ Đoàn đang nằm dưới đất kêu than, thở dài một hơi mà nói, cuối cùng vì cái chú sinh tử này, là tôi sơ suất rồi, ngay từ đầu không phát hiện ra, mới khiến các ông đối mặt với nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ các ông đã phục tùng tôi, là thuộc hạ của tôi, tất nhiên tôi sẽ thấy chết mà không cứu. Tô Thương nghiêm túc nói. Cảm ơn Tô thiếu gia. Đoàn Khánh Minh vội vàng nói cảm ơn. Khách sáo rồi. Tô Thương nhẹ gật đầu, lập tức lộ ra một nụ cười, sau đó nói, sắp xếp chú sinh tử, cũng không phải chuyện đơn giản, cần phải vận dụng linh khí to lớn, không có 2.000 viên đá năng lượng, không có cách nào mà bố trí chú sinh tử được. Năm anh em các ông,
trên người đều có chú sinh tử, có thể nhìn ra, nhà họ Tây dùng thủ đoạn cực kỳ mạnh với các ông. Tô Thương nói tiếp, lúc này chú sinh tử phát tác, đối với các ông mà nói, cũng không phải chuyện xấu, năm người các ông, trong họa có phúc. Tô thiếu gia, xin chỉ giáo. Đoàn Khánh Minh nghi ngờ nói. Ha ha, tôi sẽ dùng một số thủ đoạn, đem cỗ năng lượng trong chú sinh tử này, chuyển hóa thành năng lượng có ích với các ông. Tô Thương khẽ cười nói, đây chính là 2.000 viên đá năng lượng đó, có năng lượng, không thể khinh thường được. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bốn anh em của ông, cho dù là võ thần trung kỳ hay hậu kỳ, đều có thể đặt chân đến cảnh giới võ thần đỉnh phong. Còn ông, Đoàn Khánh Minh, đây cũng chính là võ thần đỉnh phong không có đường khác, nếu không tất nhiên ông có thể tấn cấp. Tô Thương nói tiếp, có điều tình huống bây giờ, ông cũng có thể trở thành võ thần đỉnh phong trong những người đỉnh phong, những người cùng cảnh giới, rất khó làm đối thủ của ông. Cái này, Đoàn Khánh Minh cực kỳ vui mừng, trong phút chốc không để ý đến nỗi đau trên người, kích động nói cảm ơn Tô Thiếu Gia. Cảm ơn Tô Thiếu Gia. Bốn người khác nhà họ Đoàn, bao gồm cả Đoàn Khánh Minh, tất cả đều rất hưng phấn, cảm ơn với Tô Thương. Chuyện này không nên chậm trễ, tôi phải làm ngay, các ông chuẩn bị sẵn sàng đi, quá trình diễn ra sẽ cực kỳ thống khổ đó. Tô Thương đầu tiên là nhắc nhở, sau đó liền không chần chờ, hai tay không ngừng bấm huyệt, linh khí toàn thân phun trào. Nếu đã quyết định giúp đỡ năm anh em nhà họ Đoàn, thì sẽ không hối hận. Chỉ là bản thân ngày mai không có cách nào trở về núi Võ Đang rồi, cũng không biết vị trí số 1 ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái sẽ là ai. Sau khi Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái kết thúc, sẽ xảy ra chuyện gì? Cái gọi là đổi mới, cuối cùng là cái gì, thập đại cổ tộc, có cơ hội nhúng tay hay không? Còn về Lan Diệu Y, Tô Thương cũng không lo lắng cô ấy không thấy mình, sẽ xuất ra tử khí trong đá tà linh. Bởi vì Tô Thương đã phong ấn đá tà linh rồi, trừ anh ra, cho dù là người tu chân cảnh giới trúc cơ đỉnh phong cũng không thể giải trừ phong ấn của đá linh thạch. Bây giờ, Tô Thương muốn làm, không chỉ là phá giải chú sinh tử của năm anh em nhà họ Đoàn, còn muốn giúp họ nâng cao thực lực. Núi Võ Đang chắc chắn không yên ổn, chờ giải quyết xong chuyện ở núi Ba, Tô Thương sẽ dẫn năm võ thần đỉnh phong này đến thẳng núi Võ Đang. Năm võ thần đỉnh phong tương đương với năm trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa còn không thua kém gì. Thậm chí, thực lực chân chính của Đoàn Khánh Minh sẽ nhảy lên một mức độ cây ếch ủng bố, mong rằng không kém Tây Môn Phong Vân. Thời gian phút chốc trôi qua, lập tức, đã đi đến đêm khuya ngày thứ hai. Năm anh em nhà họ Đoàn hiện lên một hình tròn ngồi khoanh chân lại, mà Tô Thương ngồi ở giữa bọn họ, từng tia từng sợi linh khí, chia làm năm luồng. Không ngừng tràn vào cơ thể năm anh em nhà họ Đoàn. Tình hình này đã kéo dài hơn 20 tiếng rồi. Phù. Cuối cùng, giờ này phút này, Tô Thương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, mở mắt ra, đồng thời đứng lên. Cùng lúc đó, năm anh em nhà họ Đoàn cũng liên tiếp mở mắt, trên mặt lộ ra một vẻ cực kỳ hưng phấn, nhìn về phía Tô Thương với ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng với cung kính. Võ thần lục địa, đỉnh phong. Giờ phút này, năm anh em nhà họ Đoàn, toàn bộ đều bước vào cảnh giới võ thần đỉnh phong. Dù vốn dĩ chỉ có 3 người võ thần trung kỳ, bây giờ cũng là võ thần đỉnh phong. Vượt được 2 cấp, cái này nhìn qua có vẻ khoa trương, có điều khi suy nghĩ lại cũng thấy bình thường. Chú sinh tử đại diện cho 2.000 viên đá năng lượng, ẩn chứa năng lượng cây ếch ủng bố như vậy, giúp bọn họ đặt chân đến võ thần đỉnh phong có thể hiểu được. Còn về Đoàn Khánh Minh, giờ này càng thêm cường đại rồi, khí huyết như biển, quanh thân chân khí lưu động, vẻn vẹn chỉ cần đứng yên, cũng khiến người khác có một cảm giác áp bức mãnh liệt rồi. Ali, cảm thấy thế nào, bây giờ Đoàn Khánh Minh có đủ tư cách làm đối thủ của cô không? Lúc này, Tô Thương nhìn về phía Ali bên cạnh, khẽ cười nói. Không đủ. Ali lắc đầu nói, nếu đánh nhau thật, trong vòng 3 chiêu là ông ấy phải chết rồi. Có điều. Bây giờ lực chiến đấu của ông ấy, không khác Tây Môn Phong Vân là mấy, thậm chí có thể ép Tây Môn Phong Vân một trận, những người cùng cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, rất khó mà làm đối thủ của ông ấy. Tô Thương cười nói, nếu bên trong trúc cơ đỉnh phong rất khó để làm đối thủ của ông ấy, tại sao cô còn tự tin, trong vòng 3 chiêu có thể giết được ông ấy? Cậu chủ, anh đã quên tôi là yêu tộc sao?
Ali nhỏ giọng cười nói, yêu tộc cơ thể cường tráng, trong số đối thủ cùng cảnh giới, yêu tộc vốn là mạnh hơn nhân tộc, huống hồ tôi là cửu vĩ hồ, trúc cơ đỉnh phong, căn bản tôi không coi ra gì, cho dù là kết đan sơ kỳ thì tôi cũng không sợ. Ha ha, Tô Thương cười cười, rồi nói, tôi thực sự không tin cái này nha, Ali, chờ tôi sau khi đặt chân đến trúc cơ đỉnh phong, sẽ so với cô một chút, để xem nhân tộc cảnh giới trúc cơ đỉnh phong có thể đánh thắng cô hay không. Cậu chủ, anh sẽ thất bại vô cùng thảm đó. Ali không hề nể mặt Tô Thương. Là thế hả, chỉ bằng chúng ta đánh cược với nhau, tôi cược tôi có thể thắng. Tô Thương tự tin nói. Được, tôi cược anh sẽ thua tôi. Ali lộ ra một nụ cười vui vẻ, sau đó nói, đã cá cược thì chắc chắn phải có tiền cược chứ nhỉ. Thế này đi, nếu như anh thắng, tôi sẽ đồng ý cùng với anh một đêm, nếu anh thua, nhất định phải đồng ý với tôi một đêm. Ali đôi mắt đẹp hình trăng lưỡi liềm nói. Được, không đúng nha, Ali, cô đang gài bẫy tôi hả? Tô Thương theo bản năng đồng ý, nhưng khi kịp phản ứng thì lộ ra một nụ cười khổ. Ali âm mưu được như ý, nên liền cười nói, ha ha ha, cậu chủ, lời đã nói ra thì không thể đổi ý rồi nha. Tô Thương bất đắc dĩ sờ lên mũi, đang định nói cái gì lại thôi. Có điều, năm anh em nhà họ Đoàn lúc này, bay bay nhảy nhảy, đồng loạt quỳ xuống. Tô thiếu gia, không, là cậu chủ. Chấm, Đoàn Khánh Minh nhìn về phía Tô Thương, một mực cung kính nói ra, thủ đoạn của cậu thông thiên, không chỉ có thể giải độc trong cơ thể của chúng tôi, còn giúp đỡ chúng tôi tăng thực lực rất nhiều, lần ân tình này, không thể báo đáp, chúng tôi phục rồi. Từ nay về sau, cậu chỉ đâu chúng tôi sẽ theo đó. Đoàn Khánh Minh trịnh trọng nói, nguyện đi theo làm tùy tùng cho cậu chủ, bốn người còn lại, cũng nói theo. Trong giọng nói tràn đầy kinh sợ. Ngay sau đó, Đoàn Khánh Sinh liền đứng lên trước một bước. Trước đó, lúc Tô Thương giải độc, thuận tiện chữa luôn vết thương của ông ấy, bây giờ vết thương đã khỏi hẳn, ông ấy bước vào trạng thái đỉnh phong. Lúc này, tông chủ tiểu kiếm Đoàn Khánh Sinh biểu cảm cực kỳ phức tạp, giống như không dám nhìn Tô Thương, nghĩ lại những chuyện xảy ra trước đó, liền xấu hổ không chịu nổi. Sau vài giây do dự, Đoàn Khánh Sinh lập tức dập đầu ba cái, sau đó không dám ngẩng đầu dậy, nói cậu chủ, lúc trước tôi bị ma quỷ ám ảnh, nói năng lỗ em mờ áng với cậu, xin cậu trách phạt. Được rồi. Tô Thương nhấc tay lên nói, đứng lên đi, tôi đã nói rồi, xem như năm anh em các người, thay tổ tiên nhà họ Tô thu dọn xác, chuyện của anh như vậy tôi bỏ qua, không cần nhắc lại. Cảm ơn cậu chủ, Đoàn Khánh Sinh nói. Mọi người đứng lên đi. Tô Thương nhìn quanh năm anh em nhà họ Đoàn, thản nhiên nói, bây giờ thực lực của mọi người, đều đã tăng lên nhiều, đúng lúc tôi muốn mọi người đi với tôi đến võ đang một chuyến. Được. Năm anh em nhà họ Đoàn, chăm miệng một lời đáp lại, đồng thời đứng lên. Đoàn Khánh Minh, trước đó ông đã nói, không muốn chém chém giết giết, muốn để mấy anh em sống yên ổn qua ngày sau. Lúc này, Tô Thương hỏi, bây giờ tôi muốn mọi người đi đến võ đang. Không thể tránh được chuyện đánh nhau, vì sao ông không từ chối? Thưa cậu chủ, lúc trước sở dĩ tôi muốn giữ mình, đó là vì năm anh em chúng tôi thực lực yếu, tôi biết thực lực của chúng tôi không làm nên trò trống gì hết. Đoàn Khánh Minh nghiêm túc nói, nhưng mà bây giờ thì khác rồi, năm anh em chúng tôi, thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhất là tôi, bây giờ tôi còn dám phân cao thấp với những người tồn tại mấy trăm năm nhà họ Tây đó một trận đây. Trừ cái đó ra, bây giờ chúng tôi đã đổi chỗ dựa rồi, cậu chủ, cậu là con cháu của tiền bối Tô Vô Kỵ, còn có người bảo vệ cường đại, tự bản thân cũng có rất nhiều thủ đoạn khác nhau, ngày sau tiền độ vô lượng. Nếu có cơ hội xông pha ra bên ngoài một trận, để người trong thiên hạ biết đến tên tuổi của năm anh em nhà họ Đoàn chúng tôi tất nhiên không muốn hưởng thụ cuộc sống bình thường nữa. Đoàn Khánh Minh tràn ngập ý chí chiến đấu mà nói. Ha ha, được. Tô Thương gật gật đầu. Sau đó liền thúc giục nói, thế thì đi thôi, cùng đi đến núi Võ Đang, cũng không biết cuối cùng núi Võ Đang đã xảy ra chuyện gì nữa. Cậu chủ, trước đó tôi đã phái người thường xuyên theo dõi tình hình ở Võ Đang, chỉ bằng để cậu ta đến đây, tìm hiểu tình hình Võ Đang trước đã. Đoàn Khánh Minh đề nghị. Được. Tô Thương gật gật đầu, sau đó liền có một tên đệ tử hơn 20 tuổi của tông phái Tiểu Kiếm, khom người đi vào đại điện, cung kính quỳ dưới đất. Đem chuyện ở núi Võ Đang, nói rõ ràng ra.
Thì ra, đại hội võ thuật trăm tông phái vẫn chưa kết thúc, Tô Thương cũng không bị loại, ngược lại còn tiến vào trận chung kết, sáng ngày mai, phải cùng Vương Giã Võ đang tham gia tranh giải nhất. Chuyện là thế này. Sáng nay, nghi thức rút thăm, Tô Thương đang ở núi Ba phá giải chú sinh tử cho năm anh em nhà họ Đoàn, cũng không trở lại võ đang. Nhưng nghi thức rút thăm lại tính cả anh, vì thế Vương Phú Quý thay thế Tô Thương, năm người rút thăm. Tên Vương Phú Quý này rất may mắn, giúp Tô Thương rút được phiếu trống, không phải gặp đối thủ, Vương Giã Võ Đang, Tây Môn Long Ngâm, Lão Độc Vật Lâm Uyên, Quân Vô Ưu của núi Lão Quân, bốn người đánh nhau. Trong đó, Quân Vô Ưu rút được Lão Độc Vật, Vương Giã Võ Đang rút được Tây Môn Long Ngâm. Quân Vô Ưu đánh nhau với Lão Độc Vật, cực kỳ đặc sắc, hai người đều là bán trúc cơ. Có điều đánh đến cuối cùng, Quân Vô Ưu khá hơn một chút, chiến thắng Lão Độc Vật. Nhưng ai ngờ, sau khi kết thúc đánh nhau, Quân Vô Ưu lại hết sức tò mò, đuổi theo Lão Độc Vật mãi không buông, nói ông ấy không vận dụng hết toàn lực. Lão Độc Vật đối với chuyện này, không có trả lời bất kỳ điều gì, cầm cờ bách độc trong tay rời khỏi hiện trường. Quân Vô Ưu thấy Lão Độc Vật không trả lời, liền đành phải bỏ đi, đồng thời anh ta cũng từ bỏ dự thi vòng tiếp theo. Bởi vì anh ta là người của thập đại cổ tộc, mà thập đại cổ tộc thì không thể can thiệp quá sâu vào chuyện của giới luyện võ. Trước đó Quân Vô Ưu đã đồng ý với Tây Môn Phong Vân, sẽ đánh một trận bất kể thắng thua đều sẽ rời khỏi, bây giờ anh ta nói được làm được, thực hiện lời hứa. Còn về Vương Giã Võ đang đánh nhau với Tây Môn Long Ngâm, người thắng trận là Vương Giã. Vương Giã quá mạnh rồi, thuật kỳ môn thần bí khó lường. Dù là Tây Môn Long Ngâm dùng thức thứ 9 của Hỗn Nguyên Thần Công, lại thêm đại từ đại bi thủ, đều không thể chiến thắng Vương Giã. Nhưng anh ta vẫn là người đầu tiên, ép lui Vương Giã, thậm chí còn khiến cho khéo miệng của Vương Giã chảy máu. Lão Độc Vật và Tây Môn Long Ngâm thất bại bị loại, Quân Vô Ưu tự nguyện từ bỏ cuộc thi. Vì thế, ngày mai không cần rút thăm nữa, mà chính là trận đấu giữa Vương Giã Võ Đang và Tô Thương. Người nào thắng? Chính là vị trí số 1, danh chính ngôn thuận trở thành minh chủ giới luyện võ, thống nhất giới luyện võ. Nghe được tin tức từ đệ tử tông phái Tiểu Kiếm, Tô Thương ngược lại có chút bất ngờ, không ngờ mình như thế mà có thể tiến vào trận chung kết. Có điều như thế càng tốt, mục đích của mình chính là vị trí số 1 của Đại hội Võ Thuật, vốn cho rằng phải từ bỏ, bây giờ xem ra, vị trí số 1 trả lại cho mình rồi. Dương Giã Võ Đang. Khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười, thản nhiên nói, được để mình xem thử, thực lực chân chính của anh ta thế nào, thuận tiện mượn thực lực của anh ta, đặt chân đến cảnh giới trúc cơ. Nghĩ đến đây, Tô Thương nhớ đến mục đích của mình đến đây, liền nhìn về phía Đoàn Khánh Minh, hỏi, bên trong núi Ba, có lẽ có đá năng lượng, và ẩn chứa linh khí dược tài phải không? Có. Đoàn Khánh Minh gật đầu, trả lời nói, nhà họ Tây thuộc thập đại cổ tộc. Sở dĩ muốn chiếm lĩnh núi Ba, chính là vì núi Ba sản vật phong phú, không chỉ có rất nhiều dược tài, còn có một mỏ đá năng lượng. Hửm! Tô Thương cũ kỳ vui mừng ngạc nhiên, dò hỏi, mỏ đá năng lượng, lớn không? Tôi đã cho người thăm dò thử, cực kỳ lớn, có một dãy núi đều có đá năng lượng. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, có điều đá năng lượng xen lẫn đá bình thường, vì để tránh phá hư đá năng lượng, vì thế chúng tôi chỉ có thể để công nhân khai thác. Mỗi quý đều có thể khai thác khoảng 5.000 viên đá năng lượng. Cái gì? Nghe được những tin này, Tô Thương cực kỳ mừng rỡ, kích động nói, các ông chiếm giữ núi Ba mấy chục năm, chẳng phải đã có được một lượng lớn đá năng lượng sao? Cậu chủ, cậu nghĩ nhiều rồi. Đoàn Khánh Minh lắc đầu cười khổ, năm anh em chúng tôi, bị quản bởi nhà họ Tây. Những năm nay chúng tôi khai thác đá năng lượng, tất nhiên tiến cống cho nhà họ Tây. Mỗi quý chỉ có thể lưu lại mấy viên, đơn giản là chúng tôi không cần đến đá năng lượng, vì thế cũng không để ý đến. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, có điều, bây giờ chính là cuối quý, núi Ba có sẵn hơn 4.000 viên đá năng lượng, có điều, cậu chủ, tôi không muốn để cậu lấy những viên đá năng lượng này đi. Tô Thương nghi ngờ hỏi, vì sao? Cậu chủ, mặc dù cậu thiên phú bẩm sinh, dù sao thì cậu cũng có một mình, dù có thêm chúng tôi. Cậu cũng không thể nào chống lại nhà họ Tây được. Đoàn Khánh Minh nhìn ra trông rộng, đề nghị ý của tôi là, năm anh em chúng tôi, có thể giả vờ tiếp tục dốc sức cho nhà họ Tây, trước khi cậu chân chính cường đại hơn,
không nên đắc tội thập đại cổ tộc, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Không cần thế đâu. Tô Thương nghe vậy, khẽ cười nói, những cổ tộc đó, tôi cũng không xem ra gì, năm đó ông cố Tô Vô Kỵ của tôi, có thể ép họ được, thì bây giờ tôi cũng có thể làm y chang như vậy. Huống hồ gì độc tố và chú sinh tử của các ông đều đã bị hóa giải hết, chỉ cần nhà họ Tây nhìn thấy các ông, không cảm giác được độc tố và chú sinh tử tồn tại, tất nhiên sẽ gây phiền phức với các ông rồi. Tô Thương nói, các ông không cần thiết đóng kịch với nhà họ Tây nữa, ngửa bài được rồi. Yên tâm đi, đệ nhất đại hội võ thuật trăm tông phái, trừ tôi ra không ai có thể lấy được. Chờ tôi làm minh chủ giới luyện võ, nắm giữ toàn bộ giới luyện võ, liền có thể ra lệnh cho những trụ cột ẩn giấu trong giới luyện võ đó, thập đại cổ tộc không là cái thá gì hết. Tô Thương thản nhiên nói. Cậu chủ, cậu có chỗ không biết rồi, trong mắt thập đại cổ tộc, giới luyện võ không là gì cả. Đoàn Khánh Minh cười khổ, đã từng có chuyện, thế thực của giới luyện võ, nhìn thấy thập đại cổ tộc đều phải quỳ lạy nghênh đón, địa vị cực kỳ thấp, dù là thanh niên trong cổ tộc đi ra ngoài, tiến về những ngọn núi nổi tiếng như vùng núi Tế Trời. Toàn bộ người luyện võ Thái Sơn, đều phải quỳ xuống, không dám chậm trễ. Lực lượng giới luyện võ, căn bản không có cách đánh đồng với thập đại cổ tộc, dù là cậu làm minh chủ giới luyện võ, chỉ sợ. Đoàn Khánh Minh còn chưa nói xong, nhưng ý tứ thì hết sức rõ ràng. Tôi biết, nhưng đó là trước đây, tôi có một dự cảm, giới luyện võ sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. Tô Thương chăm chú trả lời, sau đó nói, đá năng lượng ở đâu? Đưa tôi đi lấy. Vâng. Nhìn thấy Tô Thương tự tin như vậy, Đoàn Khánh Minh không nói gì thêm nữa, dẫn Tô Thương rời khỏi đại điện. Tô thiếu gia, bàn bạc thế nào rồi? Lúc này, Lưu Cự Lộc tiến lên nói. Cũng được. Tô Thương gọi Lưu Cự Lộc lại nhắc nhở, ông chủ Lưu, tôi khuyên ông một câu, trong thời gian ngắn, đừng nghĩ đến chuyện làm chủ núi ba, tốt nhất là ông xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi từ từ dọn vào đây sau. Vì sao? Lưu Cự Lộc tò mò hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, nếu ông không muốn nhà họ Lưu bị tiêu diệt, cứ làm theo lời tôi nói là được. Tô Thương thản nhiên nói, lúc nào có thể làm chủ núi ba, tôi sẽ thông báo cho ông. Chuyện này, Lưu Cự Lộc do dự vài giây sau, cuối cùng cũng gật đầu nói, vậy được rồi, chuyện này là Tô thiếu gia giải quyết, chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu. Vừa nói, ánh mắt của Lưu Cự Lộc nhìn lên người năm anh em nhà họ Đoàn, sau đó nghi ngờ nói, Tô thiếu gia, bọn họ. Bọn họ bây giờ phục tùng tôi rồi. Tô Thương khẽ cười nói. Hóa ra là thế. Lưu Cự Lộc giật mình, sau đó nói, chúc mừng Tô thiếu gia thu hoạch được 5 vị võ thần lục địa làm trợ thủ đắc lực. Ha ha, ông chủ Lưu khách khí rồi. Tô Thương cười cười, sau đó liền nói, ông chủ Lưu. Tôi phải cùng họ đi lấy đá năng lượng và dược tài rồi, ông ở đây chờ một lát, chút nữa chúng tôi lại phải cùng nhau trở về võ đang rồi. Tô thiếu gia, tôi có thể đi cùng cậu không? Lưu Cự Lộc đề nghị nói. Tất nhiên là được rồi. Tô Thương gật đầu đồng ý, sau đó một đoàn người liền rời khỏi đại điện. Còn về đệ tử tông phái Tiểu Kiếm canh giữ bên ngoài đại điện, thì bị Đoàn Khánh Sinh xua tay đi chỗ khác, mỗi người đều bận việc của riêng mình. Không bao lâu, đoàn người Tô Thương liền đi vào sau núi, nơi này có một sơn động lớn. Mọi người đi vào sơn động, dưới sự dẫn đầu của năm anh em nhà họ Đoàn, rất nhanh liền gặp được một đống đá năng lượng được sắp xếp chỉnh tề, ước chừng ít nhất cũng phải 4.000 viên. Cậu chủ, những viên này đều là đá năng lượng khai thác của quý này, nếu khai thác đến cuối quý này thì có thể đạt được 5.000 viên. Tông chủ tông phái Tiểu Kiếm Đoàn Khánh Sinh giới thiệu. Mà đá năng lượng ẩn chứa ở ngọn núi này, chúng tôi đã trải qua nhiều năm như vậy nhưng cũng chỉ mới khai thác khoảng 1/3, đá năng lượng ở đây cực kỳ nhiều. Ha ha, được lắm. Từ nay về sau, đây đều là của tôi, phân công xuống, liên tục khai thác. Tô Thương lộ ra một nụ cười, sau đó vung tay lên, liền đem đá năng lượng trong sơn động này, thu hết vào vòng tay lưu trữ. Vâng, Đoàn Khánh Sinh đồng ý. Sau đó liền dẫn Tô Thương đi đến một bên khác, nói cậu chủ, những thứ trong hộp gỗ này, tất cả đều là dược tài sinh ra từ núi ba, ẩn chứa linh khí. Tô Thương chuyển ánh mắt nhìn về sau, phát hiện nơi đây có 10 khay chứa đồ, trên khay chứa đồ trưng bày những hộp gỗ tinh xảo, hộp gỗ tản ra nhẹ nhẹ sóng linh khí. Cổ võ giả chưa cần dùng đến đá năng lượng,
cho nên năm anh em bọn tôi cũng không giấu đi, nhưng dược liệu lại khác, nó rất có ích với cổ võ giả nên bọn tôi mới giữ lại cho mỗi người một ít. Đoàn Khánh Sinh nói tiếp, tất cả những thứ được trưng bày ở trên này đều mới được hái trong vòng 3 tháng, cũng không có nhiều lắm, anh cả tôi đang giữ phần của năm anh em chúng tôi. Đoàn Khánh Minh đứng bên cạnh nghe vậy thì nói, cậu chủ, tôi có một chiếc nhẫn lưu trữ, dược liệu đều ở trong chiếc nhẫn này. Nói xong Đoàn Khánh Minh liền muốn tháo chiếc nhẫn xuống đưa cho Tô Thương. Không cần. Tô Thương lắc đầu nói, anh cứ cầm trước đi, tôi có đủ dùng rồi. Sau khi từ chối, Tô Thương chỉ cất số dược liệu trên kệ vào trong nhẫn chữ vật. Đương nhiên càng có nhiều dược liệu ẩn chứa linh khí càng tốt, nhưng mà năm anh em nhà họ Đoàn vừa mới đi theo mình, Tô Thương không muốn để bọn họ cảm thấy mình có lòng tham không đáy. Huống chi số dược liệu và linh thạch trong nhẫn chữ vật của Tô Thương đã đủ để anh lên trúc cơ rồi. Nhưng mà, trong quá trình đến trúc sẽ khó tránh khỏi xảy ra những chuyện không lường trước, vì để đề phòng bất cứ tình huống nào có thể xảy ra, cho nên Tô Thương mới gom góp nhiều đá năng lượng như vậy. Bây giờ anh đã lấy hơn 4.000 viên đá năng lượng và dược liệu mới được hái trong vòng 3 tháng của núi Ba, vậy là quá đủ rồi. Nếu trong quá trình tu luyện sau này mà còn cần nữa, ha ha, sau khi mình đến trúc cơ sẽ có thể dễ dàng chiến đấu vượt cấp, gần như là vô địch ở cấp trúc cơ rồi. Không kết đan được thì cần gì phải tranh đua nữa. Hơn nữa anh còn có Ali, hai người bọn họ có thể đi khắp nơi, đến lúc đó muốn bao nhiêu đá năng lượng sẽ có bấy nhiêu. Phải biết ông Cố Tô Vô Kỵ đã để lại cho anh rất nhiều thứ tốt ở trên núi Côn Luân. Ngoài ra nhà họ Tây trong 10 tộc cổ chiếm đóng núi Ba nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng phải dành dụm được rất nhiều đá năng lượng. Vì vậy Tô Thương mới không thèm quan tâm đến chút dược liệu ít ỏi trong nhẫn chữ vật của Đoàn Khánh Minh. Mặc dù Tô Thương không thèm để ý, nhưng Lưu Cự Lộc ở bên cạnh anh đã sớm đỏ mắt nhìn anh rồi. Dược liệu, đá năng lượng, nhiều đến thế. Lưu Cự Lộc cảm giác trái tim mình đang đập rất nhanh, không ngờ núi Ba này lại là một kho tàng báu vật, giàu to rồi. Nếu sau này nhà họ Lưu chiếm đóng núi Ba, chắc chắn có thể nhanh chóng vươn lên, trở thành gia tộc hàng đầu nhờ có đống đá năng lượng và dược liệu này. Nhưng, rất nhanh, Lưu Cự Lộc lại nhớ ra mình đã đồng ý với Tô Thương rằng tất cả dược liệu ẩn chứa linh khí và đá năng lượng trên núi Ba đều thuộc về anh, không liên quan gì đến nhà họ Thương. Nghĩ đến đây, Lưu Cự Lộc lập tức thấy vô cùng đau lòng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hối hận. Đáng ghét, tại sao lại đồng ý với Tô Thương chứ, lần này tổn thất lớn quá rồi. Gia chủ nhà họ Lưu, ông sao vậy? Lúc này, Tô Thương lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ông đang tiếc đống đá năng lượng và dược liệu trên núi Ba sao? Đâu, đâu có. Lưu Cự Lộc ngượng ngùng cười, vội vàng nói, nếu không có Tô công tử. Nhà họ Lưu sẽ không thể lấy lại được núi Ba, đương nhiên số đá năng lượng và dược liệu trên núi Ba phải là thù lao của Tô công tử rồi. Ông nghĩ vậy là tốt. Tô Thương gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ thấy đã là hơn 3 giờ rạng sáng, liền nói, bây giờ xuất phát trở về võ đang vẫn còn kịp. Gia chủ nhà họ Lưu, đi thôi, ông lái trực thăng chở bọn tôi rời khỏi núi Ba đi. Được. Lưu Cự Lộc khách khí đáp. Sau khi biết năm anh em nhà họ Đoàn đã đi theo Tô Thương, Lưu Cự Lộc càng thêm kính trọng anh, đương nhiên sẽ nghe theo mọi lời anh nói. Sau đó, Tô Thương, Ali, năm anh em nhà họ Đoàn và Lưu Cự Lộc lái trực thăng lao lên trên tầng mây, chạy thẳng tới núi Võ Đang. Cùng lúc đó, xuyên thục có hàng ngàn ngọn núi lớn. Trong đó có một ngọn núi tuy không bắt mắt lắm, nhưng ở giữa sườn núi lại có một vùng đất bằng phẳng. Trên mảnh đất đó có rất nhiều lầu các cổ kính được xây dọc theo núi, tràn đầy dấu vết của năm tháng. Sau khi đi vào dãy lầu các đó sẽ thấy một bảng hiệu to tướng, bên trên có một chữ mạ vàng rất to, Tây. Không sai. Ngọn núi lớn này chính là địa bàn của nhà họ Tây, một trong 10 tộc cổ. Trải qua mấy ngàn năm từ xưa đến nay, nhà họ Tây vẫn luôn sinh sống ở nơi này. Lúc này, trong một căn phòng bí mật nào đó của nhà họ Tây, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi xếp bằng, bế quan tu luyện. Nhìn qua bà ta mới chỉ hơn 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu xanh đậm, mái tóc được búi cao, làn da mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lúc này, quanh người phụ nữ kia có 9 con rắn màu vàng dương nanh múa vuốt vần quanh,
linh khí tràn ngập khắp nơi. Điều đáng để nhắc tới nhất là có ít nhất hơn 10.000 viên đá năng lượng đang được trưng bày trong căn mật thất này. Linh khí trong những viên đá năng lượng kia không ngừng tràn vào trong miệng 9 con rắn màu vàng từ khắp mọi nơi, sau đó lại bị người phụ nữ hấp thu. Lão Tổ. Ngay lúc này, một ông lão hơn 60 tuổi đang chống gậy bỗng xuất hiện bên ngoài mật thất, cung kính mở miệng nói. Trên mặt ông ta có đầy nếp nhăn, làn da nhăn nhúm, cánh tay gầy gò. Không biết đã sống bao nhiêu năm tháng rồi. Nhưng ông lão này lại cẩn thận đi đến bên mật thất gọi lão tổ, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, cứ như sợ người phụ nữ bên trong mật thất nổi giận vậy. Lạch cạch. Một giây sau, người phụ nữ mặc váy dài màu xanh đậm mới không vui ngước mắt lên, lạnh lùng nói có chuyện gì mà làm phiền tôi. Bẩm báo lão tổ. Ông lão chống gậy kia vội vàng nói, núi Ba xảy ra một ít biến cố, có người truyền tin nói 5 anh em nhà họ Đoàn đã phản bội nhà họ Tây chúng ta rồi. Ồ, người phụ nữ kia cau mày nói, không phải tôi đã bảo ông lấy thực cốt độc và sinh tử chú để ràng buộc 5 người kia sao, sao bọn họ dám phản bội? Lão tổ, tôi cảm nhận được sinh tử chú trong người 5 anh em họ Đoàn đã bị phá hủy, chắc hẳn thực cốt độc cũng đã bị giải rồi. Lão già thận trọng đáp lại, hôm nay 5 anh em họ Đoàn lên một chiếc trực thăng bay đến núi Võ Đang với chủ nhân mới của họ rồi. Cái gì? Khuôn mặt người phụ nữ trầm như nước, ai to gan như vậy, lại dám cướp người của nhà họ Tây chúng ta, là nhà họ Đông Phương hay là nhà họ Nam Cung? Hay là nhà họ Đoan Mộc? Đều không phải. Ông lão lắc đầu nói, là đời sau của nhà họ Tô, Tô Thương. Tô Thương. Nghe thấy vậy. Vẻ mặt người phụ nữ kia liền khựng lại, ánh mắt lập tức dịu dàng hẳn đi, dường như đang đắm chìm trong hồi ức nào đó, thậm chí còn nở một nụ cười ngọt ngào. Lão Tổ. Lão già bên ngoài mật thất nói, mấy ngày gần đây Tô Thương tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái của núi Võ Đang, đã vào trận chung kết, vô cùng nổi tiếng. Nghe nói bên cạnh cậu ta có một người hộ đạo rất mạnh, hình như là cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Nói đến đây. Lão già khinh thường nói, mặc dù cảnh giới này rất mạnh, nhưng cũng không tính là gì với tộc cổ chúng ta. Núi Ba có mỏ linh thạch, lại có dược liệu phong phú, hàng năm đều cung cấp rất nhiều tài nguyên cho chúng ta, bây giờ lại bị cậu ta cướp mất. Trong mắt lão già tràn đầy sát ý, nói, ngày mai chính là trận chung kết của Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, Tô Thương đến núi Võ Đang chắc chắn là để tham gia giải đấu. Mà sau khi Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái kết thúc, dựa theo giao hẹn, tộc cổ chúng ta sẽ có thể ngang nhiên nhập thế. Lão Tổ, hay là để tôi dẫn người đi xóa sổ Tô Thương? Ông dám. Ai ngờ người phụ nữ bên trong mật thất lại thản nhiên lạnh lùng nói, nếu ông dám động vào một sợi tóc gáy của Tô Thương, chắc chắn tôi sẽ băm ông thành trăm mảnh, để ông nếm hết đau đớn trên đời này. Nghe thấy Lão Tổ nói vậy, lão già bên ngoài mật thất liền ngây ra, sau khi kịp phản ứng thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Quỳ xuống đất bịch một tiếng. Ông ta không phải kẻ ngu, đương nhiên đã nhận ra lão tổ có quen biết với đời sau của nhà họ Tô, có lẽ có quan hệ nào đó. Lão tổ phong tỏa trí nhớ đi ra ngoài du lịch 20 năm, đương nhiên trong những năm này sẽ quen biết một số người, một số chuyện. Mặc dù ông ta không biết lão tổ và đời sau nhà họ Tô có quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định là cậu ta vô cùng quan trọng với lão tổ. Nếu không lão tổ nghe thấy mình muốn đến núi Võ Đang giết Tô Thương sẽ không tức giận như vậy. Mà lão tổ là em gái ruột của người sáng lập ra nhà họ Tô, đã sống rất lâu rồi. Thời gian là một con dao giết người, không ai mà không bị thời gian bào mòn. Nhưng lời này lại không đúng với lão tổ. Đến bây giờ số tuổi của lão tổ vẫn là một điều bí ẩn. Lão già bên ngoài mật thất tên là Tây Lạc Diệp, bây giờ đã 490 tuổi. Là người lớn tuổi nhất và có địa vị cao quý nhất nhà họ Tây trừ lão tổ ra. Trừ lão tổ, Tây Lạc Diệp chính là người nắm quyền của nhà họ Tây, dưới một người trên vạn người, một nửa nhà họ Tây đều là con cháu của ông ta. Tây Lạc Diệp hiểu rõ lai lịch và câu chuyện của lão tổ hơn bất kỳ ai hết. Vô số năm trước, nhà họ Tây được hai anh em lập ra, vốn dĩ có hai lão tổ, một người là lão tổ bây giờ, người còn lại chính là anh của lão tổ. Lão tổ si mê tu chân đến mức quên ăn quên ngủ, không bao giờ ra khỏi nhà chứ đừng nói đến việc cưới gả. Sau khi nhà họ Tây được lập ra, anh của bà ta đã có con đàn cháu đống, khiến nhà họ Tây phồn vinh hưng thịnh,
cuối cùng trở thành một trong 10 cổ tộc trong thời đại hỗn loạn đó. Có thể nói thế này, nhà họ Tây hiện nay không có quan hệ máu mủ nào với lão tổ bây giờ, nhưng lại được bà ta bảo vệ bằng mạng sống của mình. Bởi vì đây là lời thề của lão tổ với anh mình, bà ta muốn bảo vệ con cháu đời sau của anh mình kéo dài mãi mãi. Nhiều năm qua, lão tổ đã tiễn đưa anh mình, tiễn đưa cháu trai cháu gái mình, lại tiễn đưa chắt trai chắt gái, hết đời này đến đời khác. Nhưng, khuôn mặt của lão tổ vẫn không hề thay đổi, luôn luôn giữ được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương như ban đầu. Nhưng không có một ai trong nhà họ Tây, thậm chí là trong 10 cổ tộc dám nhìn bà ta quá lâu. Bởi vì thực lực của lão tổ đã đến mức cao nhất, tuyệt đỉnh nhất rồi. Trước kia, trong 10 cổ tộc có 6 người là trúc cơ đỉnh phong, ỷ vào người đông thế mạnh mà lên tiếng sỉ nhục lão tổ. Kết quả lão tổ chỉ thả 9 con rắn vàng ra thôi đã có thể xóa sổ 6 tên trúc cơ đỉnh phong đó ngay lập tức rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, từ đó về sau, tất cả mọi người thấy lão tổ nhà họ Tây đều phải né tránh. Cho dù là những người rất mạnh trong cổ tộc cũng phải nhún nhường trước mặt lão tổ nhà họ Tây. Thậm chí còn có người suy đoán, lão tổ đã phá vỡ quy tắc trời đất, bước vào cảnh giới kết đan, nếu không sẽ không thể sống lâu như vậy, càng không thể mạnh đến thế, chỉ cần phẩy tay một cái đã giết được 6 tên trúc cơ đỉnh phong. Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chứ không được chứng thực, bởi vì không ai có thể khiến lão tổ nhà họ Tây dùng hết sức mạnh được. Cứ như vậy, lão tổ đã sống vô số năm tháng, gần như không bao giờ rời khỏi nhà họ Tây, mà dùng tất cả thời gian để tu luyện. Nhưng vào một ngày nào đó khoảng 20 năm trước, không biết có chuyện gì mà lão tổ bỗng nhiên xuất quan, đứng ở trên đỉnh núi, khiến tất cả mọi người nhà họ Tây phải sợ hãi. Tây Lạc Diệp vội vàng dẫn người nhà họ Tây tới hỏi, muốn biết có chuyện gì xảy ra, vì sao lão tổ lại xuất quan. Nhưng lão tổ lại không trả lời. Chỉ lẩm bẩm nói đã đến lúc rồi, đã đến lúc rồi. Sau đó, lão tổ gọi một mình Tây Lạc Diệp tới mật thất, dặn dò Tây Lạc Diệp bảo vệ nhà họ Tây, bà ta phải đi ra ngoài một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, lão tổ đã phong ấn thực lực và trí nhớ của mình. Từ trước đến nay lão tổ nhà họ Tây luôn để mặt thật chứ không đeo khăn che mặt. Bởi vì thực lực của bà ta quá mạnh mẽ, lại sử dụng bí thuật. Gần như không có ai trên đời này có thể nhìn thấu khuôn mặt của bà ta. Sau khi phong ấn thực lực và trí nhớ, lão tổ biến thành một thiếu nữ ngốc nghếch ngây thơ. Quỷ dị nhất là linh khí hào hùng của lão tổ lại biến thành chân khí. Bà ta đã biến thành một cổ võ giả, chỉ là thực lực hơi yếu mà thôi. Nhưng Tây Lạc Diệp có thể cảm nhận được linh khí đáng để kiêu ngạo kia vẫn còn ở trong người lão tổ, chỉ cần lão tổ gặp phải nguy hiểm, phong ấn sẽ tự hóa giải. Lão tổ vốn muốn ra ngoài rèn luyện, nhưng sau khi phong ấn trí nhớ sau, bà ta liền quên mất chuyện này, cả ngày ở trong nhà họ Tây. Bởi vì trừ Tây Lạc Diệp thì không có ai biết bà ta chính là lão tổ, cho nên có người bắt đầu gọi bà ta là đại sư tỷ. Trong nhà họ Tây không chỉ có người tu chân, còn nuôi dưỡng cổ võ giả, có cả một môn phái cổ tộc. Lão tổ 28 tuổi đã đến Thiên Tông đỉnh phong, đủ để trở thành đại sư tỷ. Nhưng mà Tây Lạc Diệp vẫn luôn nhớ lão tổ phải ra ngoài rèn luyện. Vừa vặn lúc ấy là ngày Hoàn Thượng Long Hành Thiên tu luyện thành công, phải trở về thừa kế ngôi vị hoàng đế. Long Hành Thiên này là đệ tử của Tây Lạc Diệp, hơn 100 năm trước, Tây Lạc Diệp nhận lời nhờ vả của lão hoàng đế, vốn muốn ngăn cản chiến thần nước Đê là Đoan Mộc đến cướp nước. Nhưng ai biết Đoan Mộc Lưu bị Tô Vô Kỵ đánh bại, từ bỏ việc xâm chiếm. Tây Lạc Diệp cảm thấy không thể lấy không của lão hoàng đế được. Cho nên mấy chục năm sau đã nhận Long Hành Thiên làm đồ đệ. Vừa vặn Long Hành Thiên phải về nước thừa kế ngôi vị hoàng đế, Tây Lạc Diệp liền bảo lão tổ rời khỏi nhà họ Thiên cùng anh ấy. Mới đầu Tây Lạc Diệp lo lắng cho lão tổ, vì vậy đã phái người âm thầm bảo vệ, ai ngờ bị lão tổ phát hiện. Lão tổ đã phong ấn trí nhớ, theo bản năng coi những người đó là kẻ địch, xóa sổ toàn bộ. Tây Lạc Diệp dở khóc dở cười. Lại nghĩ đến linh khí trong cơ thể lão tổ sẽ luôn bảo vệ chủ nhân của nó, cho nên cũng không phái người bảo vệ nữa. Từ đó về sau, thoáng một cái 20 năm đã trôi qua, ông ta cũng không còn tin tức về lão tổ nữa. Cho đến khoảng thời gian trước, lão tổ đột nhiên trở về khiến Tây Lạc Diệp vui mừng quá đỗi.
bây giờ đại hội võ thuật trăm tông phái sắp tới, không biết kết quả cải cách võ cổ như thế nào, Tây Lạc Diệp cũng hơi quan tâm, nhưng nhìn thấy lão tổ, cuối cùng ông ta đã có thể bình tĩnh lại, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống rồi. Nói nhiều như vậy là để chứng minh lão tổ nhà họ Tây, chính là huấn luyện viên Tây Giao. Chị Tây Giao của Tô Thương. Đương nhiên bà ta sẽ không cho phép bất kỳ người nào động vào Tô Thương. Xin lão tổ bớt giận. Tây Lạc Diệp quỳ bên ngoài mật thất, sợ sệt nói, tôi không biết ngài quen biết đời sau nhà họ Tô ra, nếu không chắc chắn tôi sẽ không nói như vậy. Ừ, tha cho ông một lần, lần sau không được phá lệ. Bên trong mật thất, Tây Giao hờ hững hỏi, vừa nãy ông nói Tô Thương đến võ đang để tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái. Vâng, Tây Lạc Diệp cung kính đáp lại, Tô Thương Tô công tử đã lọt vào vòng chung kết. Ngày mai sẽ quyết đấu với vương giã núi Võ Đang. Lão tổ, sau đại hội võ thuật trăm tông phái, giới luyện võ sẽ thay đổi. Theo tôi biết, các tông phái võ thuật đã được điều động, cho dù kết quả ngày mai thế nào thì Tô công tử cũng sẽ không có kết quả tốt. Hai ngày trước, cậu ấy đã giết nhị công tử Tây Môn Hổ Khiếu của gia tộc Tây Môn ở Côn Luân, hơn nữa gia chủ Tây Môn lại chiếm cứ nhà họ Tô núi Côn Luân, vốn cũng muốn nhanh chóng diệt trừ người nhà họ Tô. Nếu ngày mai Tô công tử thắng, trở thành minh chủ võ lâm, gia tộc ở Côn Luân sẽ không dám làm gì cậu ấy. Nhưng nếu cậu ấy thua, sợ rằng gia chủ Tây Môn sẽ giết cậu ấy ngay tại chỗ. Những tông môn năm đó tham gia tấn công Côn Luân cũng sẽ không để mặc cậu ấy tiếp tục trưởng thành. Tây Lạc Diệp nói tiếp, còn nữa, nếu như Tô công tử thắng, theo thiên mệnh của chúa tể giới luyện võ, các cổ tộc muốn phá hỏng cuộc cải cách sẽ phải giết minh chủ võ lâm đầu tiên. Cho nên tình hình của Tô công tử không được tốt lắm. Cho dù ngày mai thắng hay thua cũng sẽ trở thành đối tượng bị tấn công. Tây Lạc Diệp nói như vậy. Ha ha! Vậy sao? Tô Thương là người của tôi, trên đời này làm gì có ai có tư cách động vào người của tôi, không muốn sống nữa phải không? Tây Giao nghe thấy vậy liền dặn dò, Tây Lạc Diệp, dẫn tất cả cao thủ nhà họ Tây đến núi Võ Đang. Nếu như Tô Thương có sơ suất gì, tôi muốn cả thế giới này phải chôn theo, cổ tộc hay là giới luyện võ, ai mà dám ra tay thì đừng mong sống được. Vâng, Tây Lạc Diệp cảm nhận được lão tổ tức giận liền vội vàng đồng ý, sau đó đứng dậy rời đi, chuẩn bị đến làm chỗ dựa cho Tô Thương như lời của lão tổ. Nhóc con, cậu còn nợ tôi một cốc trà sữa, cũng chưa mua đồ trang điểm cho tôi, đừng hòng chết dễ dàng như vậy. Chờ đấy, rất nhanh chị đây sẽ có thể khôi phục lại đỉnh phong. Đến lúc đó trên trời dưới đất không người nào có thể gây tổn thương cho cậu. Dù là những lão quái vật kia của cổ tộc được phái ra, tôi cũng có thể bảo vệ cậu bình yên vô sự. Trong mật thất, lão tổ Tây Giao lẩm bẩm với giọng điệu nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt. Ngay sau đó, bà ta liền khép hờ hai mắt lại, chín con rắn vàng điên cuồng thu nạp linh khí xung quanh, không ngừng tràn vào trong cơ thể của bà ta. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã tới ngày hôm sau. Núi Võ Đang, đại hội võ thuật trăm tông phái. Hôm nay hễ là cổ võ giả ở núi Võ Đang thì đều tụ tập ở đây để xem trận đấu vô cùng quan trọng. Kích động quá, hôm nay minh chủ võ lâm sẽ ra đời, không biết đời sau nhà họ Tô và vương giã của Võ Đang, ai có thể trở thành quán quân đây? Tất nhiên là vương giã đạo trưởng rồi, mọi người không xem trận đấu hôm qua sao? Tây Môn Long Ngâm mạnh như vậy cũng phải dốc hết sức lực, sử dụng cả đại từ đại bi thủ cộng thêm hỗn nguyên thần công thức thứ 9 mà vẫn không làm gì được vương giã đạo trưởng. Không thể nói như vậy được, Tô Thương cũng không yếu mà. Hình như anh ta còn chưa nghiêm túc chiến đấu bao giờ đâu, cháu của Tô Vô Kỵ không thể có thực lực yếu được. Ha ha, đừng nhắc tới Tô Thương nữa được không, anh ta mới chỉ là luyện khí tầng 9 mà thôi. Không phải lúc trước anh em của anh ta là Vương Phú Quý cũng là luyện khí tầng 9, kết quả bị vương giã đạo trưởng dễ dàng đánh bại ư? Sao anh ta có thể là đối thủ của vương giã đạo trưởng được? Đúng vậy, ngày hôm qua cũng không nhìn thấy Tô Thương, tôi đoán anh ta sợ hãi nên đã bỏ chạy trước rồi. Ha ha ha, bỏ chạy trước trận đấu, đậu má, cũng không phải là không có khả năng này. Vương giã đạo trưởng tinh thông kỳ môn chi thuật, vốn đã là thiên tài. Lại có thực lực sâu không lường được, để anh ấy làm minh chủ võ lâm tôi cũng không có ý kiến gì. Sau đại hội võ thuật trăm tông phái, cổ tộc sẽ phải thay đổi, chắc là hôm nay rồi, mong chờ quá đi,
không biết hệ thống cổ võ của chúng ta sẽ phát triển theo hướng nào. Trong phút chốc, mọi người ở đây đều bàn luận sôi nổi, vừa muốn biết kết quả của trận đấu, mặt khác lại vô cùng chờ mong cổ tộc thay đổi. Trong đám người, lão độc vật Lâm Uyên, Tây Môn Long Ngâm, Phật tử Vô Cơ, Mặc Đao Công Tử, Sa Mã Sa Y, Quân Vô Ưu, Triệu Chỉ Nhược, Đỗ Phi Dương, rất nhiều thiên tài đều đến đây. Vương Phú Quý, Trương Mộ Cổ, Thạch Cửu Thiên cũng đứng cách đó không xa. Trên ghế cao, Thiên Sơn Tuyết Núi Cửu Phong, Vương Trọng Vân của Thiên Kỳ Môn, Thạch Hạo Hãn vùng núi Tế Trời, cư sĩ Từ Ngọc Phong núi Phú Xuân, Từ Thiện Sư Thái núi Nga Mi, Tây Môn Phong Vân của gia tộc Tây Môn, Viên Thông trụ trì núi Bồ Đề, Trương Thiên Lôi của Phụng Dương Thành, Đỗ Khôn nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, rất nhiều tông phái nổi tiếng đều đến, không thiếu một ai cả. Đáng nhắc tới chính là hôm nay Lan Diệu Y của Xuân Quang Lâu cũng đến, đôi mắt đẹp ngắm nhìn xung quanh, chờ mong Tô Thương xuất hiện. Tô công tử, nếu hôm nay anh không xuất hiện thì đừng trách tôi phá vỡ phong ấn, thả tử khí trong đá tả linh ra. Lan Diệu Y nói thầm, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Thật ra thì, cô ta cũng không muốn làm hại chúng sinh, nhưng để lấy được sinh mạng mới thì không thể không làm như vậy. Bởi vì chỉ có như vậy, cô ta mới có thể đạt được thực lực vô thượng thông qua những tử khí kia, từ đó không cần phải nể mặt ai hết, mà còn trở thành cao thủ siêu cường người người kiêng kỵ. Thời gian diễn ra trận đấu sắp tới, Vương Dã đã leo lên lôi đài. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đang đợi Tô Thương xuất hiện. Anh Phú Quý, anh có biết em họ Tô Thương đi đâu rồi không? Lúc này, Thạch Cửu Thiên không nhịn được hỏi. Biết. Vương Phú Quý nhỏ giọng nói, vợ tôi nói Tô Đại Thiếu đã đến núi Ba từ chiều hôm qua rồi. Núi Ba, Thạch Cửu Thiên nghi ngờ nói, cậu ấy đi núi Ba làm gì? Làm một vài chuyện nhỏ. Vương Phú Quý nói tiếp, vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của cha vợ, chắc bọn họ sắp về rồi. Vậy thì tốt, đừng nên để trễ giờ tranh giải. Thạch Cửu Thiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ cười nói, không ngờ em họ lại có thể đi tới bước cuối cùng. Nhớ lúc trước tôi đã chân thành thề thốt phải lấy được hạng nhất giúp gia đình em họ được đoàn tụ, đúng là buồn cười. Thạch Cửu Thiên thở dài một cái, có chút buồn bã. Anh họ, thực lực của anh rất mạnh, không trách anh được, chủ yếu là đối thủ của anh quá mạnh thôi. Vương Phú Quý an ủi, Tô Đại Thiếu là do may mắn, không phải đánh hai trận liền, đối thủ của cậu ấy cũng đều không lợi hại, may mắn mà thôi. Nếu là tôi cũng làm được. Nhưng mà lần rút thăm cuối cùng này là tôi rút thay cậu ấy. Vương Phú Quý nhỏ giọng nói, không được, chờ đến khi kết thúc giải đấu, tôi phải bảo cậu ấy mời tôi đến quán bar. Tôi muốn. Nói tới đây, Vương Phú Quý cẩn thận nhìn xung quanh, không phát hiện Lưu Sở Điềm mới nói tiếp, tôi muốn một mình đánh 10 người trong quán bar. Ha ha! Nhìn vẻ mặt buồn cười của Vương Phú Quý, Thạch Cửu Thiên không nhịn được cười ra tiếng. Vốn dĩ cậu ấy cũng đã quên được thất bại của mình rồi, chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới vẫn thấy hơi buồn thôi. Đã đến giờ rồi. Ngay lúc này, trọng tài đứng trên lôi đài cất cao giọng nói. Nếu như trong một phút nữa mà Tô Thương còn chưa xuất hiện, dựa theo quy tắc giải đấu, Tô Thương sẽ bị coi như chủ động từ bỏ, sư đệ Vương Dã của tôi sẽ thành minh chủ võ lâm. Nghe thấy thế, có người ở đây hết nhìn đông tới nhìn tây, mong đợi Tô Thương xuất hiện, cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, kết luận Tô Thương sợ, không dám ra sân. Cứ như thế, thời gian từ từ trôi qua, đã sắp hết một phút. Ha ha, tôi đã nói rồi. Tên nhát gan Tô Thương kia đã chạy rồi. Coi như anh ta biết điều, không ra sân để bị mất mặt. Lấy thực lực của Vương Dã đạo trưởng, Tô Thương có tới hay không cũng đâu quan trọng. Vương Dã minh chủ, Vương Dã minh chủ, Vương Dã minh chủ. Đã có người bắt đầu gọi Vương Dã là minh chủ, trong phút chốc xung quanh chỉ toàn những tiếng hô ầm trời. Các thiên tài như Tây Môn Long Ngâm, Phật tử Vô Cơ liên tục lắc đầu. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là một trận chiến rầm rộ, nhưng không ngờ còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Đã hết giờ, Tô Thương không xuất hiện, Vương Dã của võ đang trở thành. Trọng tài thấy vậy liền định tuyên bố kết quả ngay trước mặt mọi người. Chờ một chút, nhưng đúng lúc này, Tô Thương, Ali và anh em họ Đoàn đi từ xa đến. Trong đó, bước chân của Tô Thương không nhanh không chậm, ung dung không vội vã, thậm chí anh còn nở nụ cười nhạt.
mở miệng nói, ai nói tôi không dám tới. Vèo vèo vèo. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người ở hiện trường, đều dừng lại trên người Tô Thương trên thân. Đến rồi, thế hệ sau nhà họ Tô đến rồi. Ha ha, đến rồi thì làm sao nào, cậu ta chắc sẽ không cho rằng bản thân thật sự có thể chiến thắng được đạo trưởng Vương Dã chứ. Bất đắc dĩ mà thôi, đoán là cậu ta sợ mất mặt, nên mới bất chấp tới đây. Ha ha, tên Tô Thương này não có vấn đề à, sợ mất mặt thì đừng có đến, lỡ như bị mấy chiêu của đạo trưởng Vương Dã đánh cho mấy phát, thế cũng không phải là mất mặt à. Chấm chấm chấm. Tô Thương đương nhiên nghe thấy những lời bàn luận của mọi người, khóe miệng hơi nhếch lên, không thèm để ý đến đám người kia. Ngay sau đó, anh ấy ở trước mặt mọi người, chỉnh tề đi lên lôi đài, đứng đối diện với Vương Dã. Còn về Ali và năm anh em nhà họ Đoàn thì dừng lại ở dưới lôi đài, cùng với Vương Phú Quý. Chị dâu Ali, chị có biết năm tên đàn ông này là ai và làm gì không? Lúc này, Vương Phú Quý nhìn xung quanh năm anh em nhà họ Đoàn, nghi ngờ hỏi. Bọn họ đến từ núi Ba, mấy năm nay, chính bọn họ đã chiếm lấy núi Ba. Ali trả lời. Mẹ kiếp! Vương Phú Quý nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa ra là năm anh em các người, lá gan cũng to đấy, đến nhà của cha vợ tôi. Anh Phú Quý, đừng manh động, bọn họ, không dễ chọc vào đâu, Trương Mộ Cổ đứng bên cạnh kéo Vương Phú Quý lại. Có cái gì mà không dễ chọc, không phải là năm thằng cha tốn công vô ích à, một quyền của tôi có thể đánh ngã được năm tên kia đấy. Vương Phú Quý khoác lác nói. Tất cả bọn họ đều là võ thần lục địa đó. Đúng lúc này, Thạch Cửu Thiên đứng một bên. Tỏ ra vẻ nghiêm trọng, nói, hơn nữa, không phải mới bắt đầu đặt chân đến võ thần lục địa đâu, bọn họ đem đến cho tôi một cảm giác bức bách, không khác ông nội tôi là mấy. Mà ông nội tôi, là võ thần đỉnh phong, chắc hẳn bọn họ cũng phải là cảnh giới này. Khi Thạch Cửu Thiên nói chuyện, cũng nhìn sang năm anh em nhà họ Đoàn. Võ thần lục địa đỉnh phong. Nghe thấy thế, Vương Phú Quý bỗng giật nảy mình, vội vàng lùi lại nửa bước. Lúng túng cười nói, khụ. Cái đó, các anh dai, tôi chỉ nói đùa với mấy anh thôi, các anh đừng để ý nha. Ngay sau đó, Vương Phú Quý loạn choạng bước đi, trốn ra sau lưng Ali, lúc này mới thở dài một hơi. Không phải sợ. Ali nhẹ nhàng cười nói, bây giờ bọn họ đã đi theo Tô Thương, là người một nhà rồi đó. Mẹ kiếp, sao không nói sớm, làm tôi sợ muốn chết. Vương Phú Quý nghe vậy. Trong nháy mắt liền đứng thẳng lưng lên, đi đến ôm lấy vai Đoàn Khánh Sinh, phách lối nói, anh trai, anh biết tôi là ai không? Anh là ai? Đoàn Khánh Sinh lễ phép nói. Tuy nhiên anh ta đã đặt chân đến võ thần đỉnh phong, nhưng thực lực thì có thể đánh bại được Vương Phú Quý. Nhưng năm anh em nhà họ Đoàn đang ăn nhờ ở đậu, và cũng vừa mới đến, đương nhiên không dám đắc tội với người bên cạnh Tô Thương rồi. Tôi tên là Vương Phú Quý. Là người anh em tốt nhất của Tô Thương, chúng tôi chơi với nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa, rồi lớn lên thì đến cùng một quán bar, đó chính là tình bạn sắt đá rồi. Vương Phú Quý vênh vang đắc ý nói, nếu các anh đã theo người anh em của tôi, thì chính là thuộc hạ của tôi, vậy đương nhiên cũng phải nghe theo lệnh của tôi bảo các anh làm cái gì, thì phải làm cái đó, hiểu chưa? Đã hiểu ạ, anh Vương. Đoàn Khánh Sinh cúi gập người, xưng anh em với Vương Phú Quý. Anh Vương cái gì chứ? Gọi tôi là Vương Đại Thiếu Gia là được rồi, Đại Thiếu Gia của mặt Vương Phú Quý nghiêm túc nói. Vâng, Vương Đại Thiếu Gia. Đoàn Khánh Sinh không dám vô lễ, vội vàng nói. Bốn người các anh, cũng gọi là Vương Đại Thiếu Gia đi. Vương Phú Quý thản nhiên nói, phát huy hết tác dụng của vở kịch cáo mượn oai hùng. Thành ngữ để chỉ những người có thủ đoạn mượn thế kẻ mạnh làm lá chắn, đi hù dọa, lè bịp người khác nhằm phục vụ mục đích riêng của mình. Vương Đại Thiếu Gia, mấy người Đoàn Khánh Minh, cũng vội vàng chào hỏi Vương Phú Quý, thể hiện sự thân thiện. Như này còn tạm được, Huyền. Vương Phú Quý khẽ cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không để cho các anh gọi một cách vô ích đâu. Các anh giữ thể diện cho tôi, nghe lời tôi, chắc chắn tôi sẽ để cho các anh thoải mái. Vương Phú Quý hứa hẹn, tôi phiêu bạt nhiều năm ở thành phố, không có quán bar nào là chưa tới cả. Trong tay tôi có tiền tài, đợi sau khi đại hội võ thuật trăm phái kết thúc, tôi sẽ đưa các anh đến thành phố, mời các anh đến quán ba vui vẻ một chuyến.
Các anh tuổi đã cao, răng cũng sắp sụng rồi, tận hưởng thú vui trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất, tránh để về sau lại thấy hối tiếc. Vương Phú Quý khẳng khái nói, đến lúc đó, tất cả đều rất lãng phí đấy. Quán ba. Đoàn Khánh Sinh biểu cảm có chút xấu hổ, từ chối nói, Vương Đại Thiếu Gia, hay là thôi đi, năm anh em chúng tôi, không có hứng thú với mấy chuyện đó. Không sai. Người anh cả Đoàn Khánh Minh đứng bên cạnh vuốt vuốt sợi râu, cười cười nói, ý tốt của Vương Đại Thiếu Gia chúng tôi xin nhận, chúng tôi là một đám người già rồi, chỉ sợ không chịu được sự giày vò ấy. Không thể nói như thế được. Vương Phú Quý nhìn về phía Đoàn Khánh Minh, nói tiếp, người ta hay nói, mỹ nhân có thể khiến người con người ta kéo dài tuổi thọ, nhìn mỹ nhân nhiều, rất có ích cho thể xác lẫn tinh thần đấy. Quán ba cao cấp, là nơi có các mỹ nhân đến từ khắp nơi, ông già này, tôi sẽ tìm cho ông một cô gái khoảng 2 tuổi tươi non mơn mởn, vòng nào ra vòng đấy, bảo đảm ông sẽ sống lại thêm một lần nữa. Vương Phú Quý dụ dỗ nói, Vương Đại Thiếu Gia, cậu đừng khuyên nữa. Đoàn Khánh Sinh nói nghiêm túc, vị này là anh hai tôi, quy tắc làm người của anh ấy rất rõ ràng, anh ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu, cảm ơn lời mời của Vương Đại Thiếu Gia, quán ba. Im miệng. Ai ngờ lúc này, Đoàn Khánh Minh bỗng quát to ngăn Đoàn Khánh Sinh lại, nghiêm túc nói, lão tam, Vương Đại Thiếu Gia có ý tốt, sao chúng ta có thể từ chối được, em cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế quá rồi đấy. Đoàn Khánh Sinh ngơ cả người ra. Ba người anh em của nhà họ Đoàn đứng bên cạnh, cũng sững sờ, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc nhìn về phía anh hai mình. Vương Đại Thiếu Gia, là tôi dạy dỗ không tốt, khiến cậu chê cười rồi, nếu cậu đã ra sức mời rồi, thì năm anh em chúng tôi, đành phải đồng ý thôi, nếu từ chối nữa thì không hay lắm. Đoàn Khánh Minh vuốt vuốt râu, sau đó tiến đến trước mặt Vương Phú Quý, nhỏ giọng hỏi, Vương Đại Thiếu Gia, vòng nào ra vòng nấy thật sao? Tôi lừa ông làm gì? Vương Phú Quý cười cười, nhỏ giọng nói, không chỉ có to, mà còn có thể tùy tiện sờ ét đoạn nữa cơ. Thật, thật sao? Thật, tốt, tốt, tốt. Có được câu trả lời chính xác, ánh mắt Đoàn Khánh bỗng sáng rực lên, thở hổn hển, không kìm chế được, liền nhếch miệng cười, để lộ ra một hàm răng, không đúng, đến một cái răng cũng không lộ ra, bởi vì căn bản ông ta không có răng. Bốn anh em còn lại nhà họ Đoàn ngơ ngác hết ra, hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt cũng không dám tin, đây đúng là anh hai nhà mình đây sao? Anh hai, đến võ đang có phải anh không hợp thời tiết, rồi dẫn đến việc thay tâm đổi tính hay không, sao lại thay đổi thành một người khác như vậy, lúc trước anh không bao giờ đến gần mấy cô gái đó cơ mà. Đoàn Khánh Sinh nhỏ giọng nói ra, em thì biết cái gì, đó là lúc trước thôi. Đoàn Khánh Minh trả lời, trước kia chúng ta bị gia tộc Tây Môn quản giáo, sống hôm nay nhưng không biết ngày mai, làm sao có thời gian nghĩ đến chuyện nam nữ được. Nhưng bây giờ thì khác, độc tố trong cơ thể và chú sinh tử đã biến mất, năm anh em chúng ta đều đặt chân đến cảnh giới võ thần đỉnh phong, thậm chí đã đi theo một ông chủ tốt, đương nhiên phải thư giãn một tí chứ. Đoàn Khánh Minh nói, thế nhưng, năm người chúng ta cộng lại, cũng sắp 1000 tuổi rồi. Còn có thể làm loại chuyện đó sao? Đoàn Khánh Sinh gượng cười nói. Có thể em không biết, nhưng anh thì biết, chắc chắn là anh không có vấn đề gì. Đoàn Khánh Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm túc nói, mấy năm nay, anh cực kỳ chú trọng chăm sóc phần eo, bản thân không chỉ có năng lực, nói không chừng còn có thể cho em một đứa cháu nữa đó. Anh hai, anh không tử tế gì cả, bản thân lén rút tập luyện, mà không thèm gọi bọn em tới. Đoàn Khánh Sinh nghiến răng nói. Ba người khác, cũng thi nhau nói Đoàn Khánh Minh. Dừng. Đoàn Khánh Minh liền để ý, đi qua nói nhỏ với Vương Phú Quý, dường như muốn hỏi Vương Phú Quý quán ba có chú ý đến vấn đề gì không, nhân viên có chê tuổi tác của ông ta hay không. Trả lời cho câu hỏi kia, chính là tất cả đàn ông trên thế giới đến chết thì vẫn là thanh niên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.